Bữa chuyện đầu xuân vàng Tết bây giờ nó cũng hết rồi các bạn. Bây giờ mình nói chuyện xuân để chúng ta cũng còn tâm sự cái chuyện xuân và cái chuyện YouTube. Lần đầu tiên mình xin hân hạnh và xin chào tất cả các bạn. Nhưng mà đường live nó cũng chưa có ai hết các bạn. Thì mình thôi bây giờ này nó cũng không có ai hết, thôi mình giờ nói chuyện quảng cáo đi các bạn. Là mình xin quảng cáo là cái An Thần đang bổ dưỡng tâm, An Thần đang bổ dưỡng tâm. Vâng, có một bạn đang vô mà chưa biết, thôi mình cho để cho mình quảng cáo một chút. An Thần đang bổ dưỡng tâm, tráng dương cường lực, phương châm thánh hiền, ăn được ngủ được là tiên, an tâm trí lực, ít tiền khỏe ra. Vâng, hệ liên lạc số điện thoại là 0773 299 010. Vâng, đó là những cái quảng cáo mà của cộng đồng YouTube cũng lấy những cái lợi tức đó rồi cũng để mà trang trải cho cái những YouTuber đã có tiền đó nha các bạn. Vâng, những YouTuber đã có tiền thì mình xin vâng, nông dân Buni, vâng, rất cảm ơn. Chào nông dân Buni đã là lần đầu tiên vào cái đường live của mình, rất hân hạnh. Và mình xin chúc bạn trong này hai bạn, vâng, chúc bạn Tết là chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, rất hân hạnh được nông dân đã vào đường live của mình. Thì trong này mình xin hân hạnh chào ba bạn. Các bạn cũng cho mình biết tên để mình cào, các bạn ba cào bàn phím này để mình cũng tâm sự, rồi chúng ta cũng cái hỗ trợ với nhau, có cái liên lạc với nhau, có cái thăm xuân với nhau. Vâng, là nông dân Funny. Vâng, chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Vâng, rất cảm ơn anh. Nhìn hình tươi lắm, nhìn hình là nông dân mà nhìn quá tươi luôn. Mình mới nhìn mình tưởng là diễn viên chứ không phải là nông dân đâu. Funny ơi, vâng, rất hân hạnh chào Funny đã vào đường live. Không biết mình không biết đã đến nhà bạn chưa, mà thấy mình chắc nếu mà có đến thì mình cũng đến nhà bạn lâu rồi, nhưng mà trong thời gian gần gần đây chắc lẽ mình cũng không đến các bạn, thì cũng không 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 cũng quên mất tên rồi. Thì xin cà chào nông dân Funny đã vào đường live và rất hân hạnh, rất cảm ơn các bạn đã chúng ta cùng hỗ trợ nhau để vâng công thiên. Vâng, rất hân hạnh chào chú. Chúc chú sức khỏe và gia đình đầu năm như ý. Vâng, mình cũng xin chúc trong này các bạn là Tân Sửu mừng đón trâu vàng. Chúc mừng anh chị xuân sang sum vầy. Tài lộc lời chúc đó đây. An khang thịnh vượng tràn đầy lộc xuân. Vâng, rất hân hạnh và rất cảm ơn các bạn đã vào đường live để hỗ trợ nhau. Vâng, hỗ trợ nhau trên bước đường YouTube mơ. Nông dân Funny, vâng chào, chào anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Vâng, chào chú. Thì cũng mình cũng mới mới phát mấy phút các bạn, nhưng mà cũng được mấy bạn vào thì mình cũng rất hân hạnh và rất cảm ơn các bạn, để chúng ta cũng cùng đến hỗ trợ nhau với cái bước đường YouTuber. Mình xin hỏi Funny là đã BKT chưa Funny ơi? Bạn hình như là bạn cái tiếng Funny này là người Việt Nam hay là bạn là người nước ngoài Funny? Vâng, chào chú, chúc chú sức khỏe gia đình đầu năm như ý. Nông dân chào bạn Công Thiên bên Buôn Ma Thuột. Vâng, mấy câu Nhật Bản, vâng, rất hân hạnh chào mấy mấy câu Nhật Bản, mấy mấy câu Nhật Bản. Công Thiên chào nông dân. Vâng, đồng dân chào Funny rồi anh ơi. Vâng, rất đã BKT rồi. Funny đã BKT rồi. Thì mình báo cáo với Funny là mình chưa BKT bạn ơi, tại vì mình cũng làm cũng thời gian cũng cả năm rồi đó, chứ mà hình như mình cái túi nó lớn rồi, đi nó hơi chậm bạn, thành
Thôi chúng ta cũng đến nhà thăm nhau hỗ trợ để nó rút ngắn lại cái km nha các bạn. Vâng, rút ngắn lại cái km để chúng ta nông dân phun ni rồi. Anh ơi, vâng, rất chúc mừng phun ni. À, có cái hình đẹp lắm, anh là người Việt Nam à, anh là người Việt Nam, nhìn cái hình có cái nụ cười tươi lắm, chắc có lẽ coi như cũng Tết năm nay chắc cũng trúng 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 phun ni là ở tỉnh nào phun ni ơi, hình như có làm dưa không nè, có làm dưa vâng, rất hân hạnh chào năm bạn đã vào đường live. Mình xin lời nói đầu tiên thì cũng chúc là đường lai bạn đến thăm nhà, vâng, mấy câu Nhật Bản, mấy câu Nhật bãi, vâng, mấy câu là câu cá đó của Nhật, nhưng mà bãi là nhiều, mình bữa trước mình cũng có xem, vâng, Dũng Nhí AT, Pha Ly Mi cuộc sống xa quê, con để mấy đây nhé, vâng, rất cảm ơn Dũng Nhí, vâng, rất hân hạnh được Dũng Nhí cũng quan tâm với nhau, tí nữa đi ra lâu lâu Dũng Nhí cũng viết một hai câu để gọi là chúng ta cũng biết để mà chào hỏi nhau rồi cũng có thể đến nhà thăm nhau. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã vào đường live thì chúng ta cũng cào thêm một chút bàn phím các bạn. Vâng, còn cuộc sống xa quê Dũng Nhí, AT Pha Ly Mi cuộc sống xa quê để mình mở cái này nó dễ dễ đọc các bạn, nó trong đó nó cũng hơi xa quá đi á. Vâng, mình là cũng đang ngồi online ở nhà các bạn, mấy bữa trước cũng đi tại vì ở đây xóm nó cũng đông cũng ồn, nhưng mà chào bạn Dũng với AT Family hi hi bạn mấy câu Nhật Bản, vâng, nông dân đã chào Dũng Dí và chào chào mấy câu Nhật bãi, vâng, mấy câu Nhật bãi đó là anh chuyên bán cái cần câu của Nhật đó. À, nông dân phun đi ơi, chuyên bán cái cần câu cũ đó mà rất rẻ, nhiều cái như hôm bữa là câu 6 mét mà bán có mấy trăm ngàn à, nhưng mà mình rất tiếc mình không biết câu, nhưng mà mình cũng rất thích là cái cần câu của mấy câu Nhật bãi đó, rất 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 rẻ. Mình cái ngày xưa mình cũng câu cá, mình hiện bây giờ cũng còn một cái đài của ông nội cũng để lại các bạn, bằng gỗ mà hồi đó là quay cái đài bằng tay à, chứ không có nói là máy như bây giờ đâu, quay bằng tay mà biết cho không biết là câu bằng nhái chứ không cộng không có mồi giá, vâng, không có mồi giá như bây giờ. Thì mình cũng theo với ông bố, hồi đó mình cũng khoảng mười mấy tuổi thôi, 15 16 tuổi gì đó đi câu, mà ông già ông bố hỏi là có dính không, có ăn cá có ăn không, mà mình nó ăn rồi cái mình chụp giật liền các bạn, là không bao giờ nó dính. Vâng, cái mấy cái mấy 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 À, gọi là câu hồi xưa kêu là câu quăng á, có người kêu câu quăng là mình nắm mình quăng ra, có người kêu là câu quay là mình quăng ra là mình quay cái đài này vào, bây giờ là vừa có máy, vâng, rất hân hạnh à. Chào 6 bạn đã là vào đường live thì mình xin cái móng tay để cho mình biết biết chào nhau các bạn ơi, vâng, mình xin cái móng tay để mình biết chào nhau, chứ cùng mình cũng cũng chưa 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 biết các bạn lắm thì vâng, mình coi cái này đây, vâng. À, nông dân phun ni hi hi bạn chào mấy câu Nhật Bản, nông dân thương mê bà đã chào Dũng Nhí, nông dân em ở Kiên Giang làm ruộng anh ơi, vâng vâng, rất cảm ơn phun ni nông dân làm ruộng mà nhìn 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 cái nụ cười trong cái hình nhìn ngó có xương ngó tương ngó nhìn ra tương là chắc làm giám đốc vâng, rất hân hạnh 6 bạn đã có trong đường live để chúng ta cùng hỗ trợ nhau. Mình xin báo cáo với các bạn là mình được 1.100 mấy người DK đó, và km thì cũng trên trên 3.000 tí các bạn, thì nó cũng còn dài km quá, thành ra mình cũng muốn để mở cái đường live để các bạn và cũng hỗ trợ nhau, vâng, cái sự hỗ trợ cái sự giúp đỡ nhau để cho mình rút ngắn lại hi hi bạn mấy câu Nhật bãi, chào bác nông dân phun, vâng, chúng ta đến nhà thăm nhau đi mấy câu Nhật bãi ơi, với nông dân phun đi đi để chúng ta có cái sự thăm hỏi một chút và thăm nhà nhau một chút để chúng ta cũng có thể là bây giờ bữa nay cũng còn tí câu để trên cái đường YouTuber của ta nó cũng thêm một người bạn thân thương, thêm một người để mà mình xem cái kênh họ họ nói những gì. Tất cả chúng ta làm cũng có cái hay trong đó, nhưng mà
rất tiếc là không phải là nó hay hết cái video các bạn, nhưng mà nó hay một cái đoạn nào đó thì để chúng ta cũng có được lượm lặt, chúng ta cũng học hỏi, chúng ta cũng hỗ trợ nhau và xem với nhau để chúng ta cũng cùng kiếm cái km và cũng kiếm tìm kiếm cái hay của những bạn mà họ đã ra video. Vâng, đó tất cả chúng ta đều cũng đều hay hết. Vâng, viên Văn Lập bảo vệ kính chào anh Thanh Long, chúc anh thành công tốt đẹp. Vâng, rất là hân hạnh chào em Lực bảo vệ bảo tàng Mai Xuân Thướng. Em để mấy giờ lâu em vâng chào mấy Lực bảo vệ ơi, Tết năm nay thì chắc có lẽ cũng có khách đồ viếng. Em cũng để mấy cho nó chạy ra, em đừng có tắt nhà Lực. Rồi em nói gì với cái bảo tàng năm nay cũng vì cái mùa dịch Covid nhưng mà cũng có khách thường tới để mà thắp nhang của anh Hồng Mai Xuân Thương hay không, lâu lâu cũng bình luận một hai cái rồi cho nó nóng cái đường quay nghe em, tại vì anh cũng mới làm thành ra là nó cũng ít người. Thì rất cảm ơn các bạn, thì nói thật tình là mình cũng mới biết làm các bạn, cái like cũng nhờ các bạn chí với mình, nói chung cũng nó cũng không được ai cũng vậy hết, ai cái lần đầu tiên nó cũng bỡ ngỡ thành mình để mình xem những đường like của các bạn rồi mình học hỏi dần dần, mình cũng biết tâm sự với các bạn, chắc có hồi mình cấp cái chìa khóa cũng không biết đường cấp các bạn, nhưng mà bây giờ mình cấp rồi thì giờ các bạn cho mình cái móng tay đi rồi mới các bạn cao bằng phím là mình sẽ cấp cái bằng phím chìa khóa cho các bạn nha các bạn. Ý là mình cũng để lấy cái chìa khóa để làm gì, để chúng ta cũng gọi là cái người đã đến cái đường lai rồi, lần sau là họ vào là có chìa khóa là mình biết là cái người đó đã vào đường lai. Hôm bữa mình có cấp chìa khóa rồi mà sao không biết lý do nào là nó mất các bạn. Thành ra thôi bây giờ để mình cấp cái chìa khóa để chúng ta biết là cái người đã vào xem mình rồi và mình quen đi, quen cái người đó. Như ví dụ như mấy câu Nhật Bản nó cũng đã vào mình hai lần rồi đó. Nhưng mà thấy mấy câu Nhật Bản mình có xem video chứ mà mình chưa thấy like. Mà thưa với các bạn là hôm Tết giờ mình cũng có cái việc rất quan trọng. Thành ra mình cũng không có đến nhà bạn nhiều, có trả bài nhưng mà không có đến thăm được. Lý do là từ bữa mùng 1 đến mùng 5 là mình bận việc. Vâng, nông dân Lực Thanh Long để mình cấp cho cái chìa khóa thế được không? Lực là người kiếm việc, vâng. Là cấp chìa khóa là người kiếm việc, vâng, mấy câu Nhật Bản. Mình sẽ gửi cho bạn một cái cà lơ. Vâng, nông dân chào Lục Nguyễn. Vâng, đến mình đến nhà thăm hỏi nhau các bạn. Vâng, rất hân hạnh là mình đang like ở nhà các bạn. Tại vì xóm này nó cũng đông lắm, nó cũng gọi là nhà kiết khiết nhau không à. Thành nó hơi ồn. Thành mấy bữa trước là mình đi rất hân hạnh được làm quen với bạn Lục Nguyễn. Vâng, anh nông dân Phu Ni là đã chào Lục Nguyễn. Thành mấy bữa trước mình đi ra tới ngã sáu mình quay mình like đồ xuống với những cái quán cà phê mình like các bạn, chứ mình cũng ít like ở nhà là cũng vì cái nó ồn, nhưng mà có hồi thì nó cũng vắng, nhưng mà có hồi nó cũng ồn thôi. Nông dân rất hân hạnh được làm quen với bạn Lục Nguyễn. Chào nông dân Funi Mi đã chào bạn Lục Nguyễn. Vâng, mấy kỳ câu Nhật Bản vào thăm bác nông dân rồi ạ. Vâng, mấy câu Nhật Bản là đã vào thăm bác nông dân Funi. Mấy câu Nhật Bản là cũng dễ nhớ, là bán cái cần câu Nhật Bản đó của Nhật đó, mà bán ý là mấy cũ. Thành ra là họ là theo mình nghĩ là để cái đầu đề cái kênh là mấy câu Nhật Bản, có phải vậy không mấy câu Nhật Bản à? Và đã đến thăm nhà của bác nông dân Phun Mi rồi, rất hân hạnh được làm quen với Lục Nguyễn. Vâng, mình cũng nói là mấy câu Nhật Bản đã đến thăm. Vâng, chào Bích Thủy, chào anh, chúc anh năm mới đạt thành quả. Vâng, mình là một tây ca cải lương là tây ca cổ nhạc. Vâng, một danh ca. Dạ đúng ạ, mấy câu nhà bài đúng rồi đó. Mình bữa có cơ hội là bạn bán cái cần câu của mình thích lắm, nhưng mà rất tiếc là
Bây giờ nó cái mình nói chung là ở đây cũng có một số người họ đi câu ở trong ở bên Lào á các bạn, trong Lào, trong bên bên Lào, họ qua bên Lào sát bên biên giới họ câu, chứ còn ở đây thì hình như cá nó cũng còn nữa các bạn, vâng cá nó cũng còn nữa, thành mình thấy thời gian công sức còn thời gian không có, tại nãy giờ thích cái đó lắm, nhưng mình nãy giờ mình câu là đã biết rồi, câu cái đó là gọi là một cái để mà đi giải trí đó, nhưng mà bây giờ mình làm cái nghề này vâng, tịnh và tinh bao phước, tinh bao phước chào bác ạ, à, lâu lắm rồi bác nhỉ, vâng đúng rồi là tinh bao phước cũng chắc mình đề ca lâu lắm mà hôm nay không có đến thăm nhà nhau, vâng đó là cũng cái nhân dịp mà giờ này chúng ta đã biết thêm và chúng ta cũng thường xuyên đến thăm nhau để chúng ta rút lại cái thời gian chúng ta cũng còn thiếu, thì muốn nói chung là thăm ai cũng vậy hết, bây giờ là chúng ta cũng xuyên thăm nhau để mà có cái km, thì mình cũng rất hân hạnh là chào tinh báo phước, vâng rất là tinh báo phước nhà bác ạ, à, lâu lắm rồi chào bác ạ, à, lâu lắm rồi vâng, và rất rất cảm ơn tinh báo phước nông dân phu ni, cảm ơn bạn, mình sẽ trả dép lại cho bạn mấy câu Nhật Bản, vâng vâng đó thì nói chung là cũng phải lâu lâu qua 24 giờ đã, nông dân phu ni ơi, tại vì bữa nay mình cũng đừng có vội, mình đã làm đến lúc như thế này rồi mà, tinh bảo phước bác còn nhớ con không ạ, à? Vâng rất xin lỗi là bác cũng quên rồi, nói thật tình là bây giờ nếu có nhắc ra thì mới nhớ cho cái lắm đó, cái tên đó chẳng hạn như vào kênh like 2 lần đối lên thì bác cũng có thể nhớ, chứ còn nói là hình như tinh bảo phước là mới vào đầu tiên đó, máu mới vào đường like đầu tiên, thành ra là xin lỗi bảo phước là không nhớ, rất hello Phương Dừa, cháu đã bạn đã vào chú Long và chào các bạn, vâng Phương Dừa đó là bữa Tết chú chạy ra cái chỗ Phương Dừa để đi đi lì xì cho những người nghèo mà chú chạy ra cái là cháu hết sức mất, à thôi cháu chú không dám ra mặt rồi Phương Dừa ơi, ra là có 100 xuất lì xì nhưng mà chú chạy ra tới nơi cái là hết mất, à thôi chú ném mặt chú về luôn, à Phương Dừa có chừng nào có lì xì nữa là báo cho chú biết nha lê nha Phương Dừa, vâng tình bảo dạ đi quay dính dính báo đại với đá vôi ạ, à, đi quay dính báo đại với đá vôi ạ, à. Vâng đi đi quay câu cá là hồi xưa là nó có bạn 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 Phương Dừa, vâng nông dân Phun Ni đã chào bạn Phương Dừa, vâng chào Phương Dừa, cho kênh cũng 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 rất nhiều người xem, vâng cũng rất nhiều người xem mà cũng cũng rất nhiều người biết Phương Dừa, tại vì Phương Dừa nói chuyện cũng vui, bữa mình coi lô tô là số coi như là một rừng luôn mà không có đọc các bạn, không có đọc câu, bây giờ mình nói Phương Dừa nha, con số gì đây cờ ra cuốn mây, cô kia má đỏ hồng hồng, cô không biết chữ nên chồng cô chê, cô về cô học AB bình dân học vũ, chưa hề cô tham gia, con 23 là con 23 mình cũng ăn cắp được một hai khúc nha các bạn, hôm bữa Phương Dừa like hình như là mấy tiếng đó mà số lô tô mình cũng có vô mình xem mà coi như bóc con số 53 là kêu con số 53 ra chứ không có đọc các bạn, lô tô là phải đọc, nếu mà đó là mình đọc giỡn ở nhà mình chơi 3 ngày Tết thôi, chứ mà nếu mà lên sân khấu mà nếu không đọc mà ấy không á là cũng hơi hơi khó chịu á, khó chịu với khán giả đó, vâng à, rất cảm ơn các bạn cào bàn phím đi để chúng ta thăm hỏi nhau các bạn, à, chắc có lẽ coi như bữa nay Tết nó cũng còn được một chút gì đó của cái xuân còn lại, nhưng mà chúng ta thôi cũng cào bàn phím một chút hay là cho một cái sơn móng tay gì đó để chúng ta coi như biết thăm hỏi với nhau, vâng là mấy câu Nhật bãi dạ đúng ạ, à, đúng rồi là cái mấy câu Nhật bãi là bán cái mấy câu quay Nhật nhà của bãi đó của Nhật mà nhưng mà mấy cũ gọi là nhà, là bãi, ủa thật hả,
Chứ nghe chú nói con vui mừng quá mà không gặp được chú thì hết sức mất, mà bây giờ làm sao mà chú ra mặt được, ra mặt nó cũng quê chứ, tại vì bây giờ không lý gì ra mặt rồi mình nói sao đây, tại vì là cháu có 100 suất à, mà bây giờ cháu lì xì hết rồi, mà chú đứng sau lưng chú thấy nó hết rồi là thôi chú bỏ chú về luôn, từ chú ở Đắk Lắk ra đó xa lắm, nghe anh kể mà vui quá. Không, đúng là cái đường lai mình cũng phải có một cái chút gì đó để mình hài hài cho các bạn, nó cũng bỏ cái thời gian ra. Nói chung cái nghề làm YouTube là thời gian là vàng bạc các bạn, đi xem không lúc nào mà trừ trường hợp nó có việc gì mà đi đường mình không làm được thôi, chứ hình như bây giờ mình cào bàn phím liên tục và liên tục đó, không để điện thoại nghỉ được. Thành ra bây giờ các bạn cũng vậy, các bạn mà bỏ thời gian vào cái hỗ trợ cái đường like của mình cũng phải là mấy câu nhật bản, xem kênh Bác Nông Dân Tuni vui để dép rồi để luôn quăng lại. Ủa chứ sao mà mấy vậy là ấy rồi, mấy câu nhật bản chỉ xem thôi chứ không có đề ca được đâu, mấy câu nhật bản ơi phải đi qua 24 tiếng lận. Bác trên kênh Bác Nông Dân Tuni vui để dép luôn lại, để luôn quần áo lại rồi ạ. À, hi hi, mấy câu nhật bản lỡ mà qua xem không thì được, chứ mà mấy câu nhật bản mà đề ca thì không được rồi. Bữa nay phải qua 24 tiếng nay mới bắt được giờ vô nghe chú chia sẻ, hay lắm chú ơi. Vâng, rất cảm ơn Phương Dừa. Bữa nào mà Phương Dừa có đi ủng hộ những cái người hoàn cảnh khó khăn á, làm alo chú trước nha, chú chạy ra rồi đó là chú đón đường. Chứ bữa là nghe đây 100 suất mà cũng nhiều tiền đó, một một suất là chú thấy bỏ trong cái bì thơ là nhiều lắm, thấy nhiều thì chú mới chạy ra, từ Đắk Lắk chạy ra ngoài đó là xa lắm chứ không phải gần, nhưng mà ra ngoài đó cái nữa là coi như hết hết suất mất rồi. Thôi chú đành lặng lẽ coi như ôm buồn để mà về cho không dám ra bạc. Thì đó là Phương Dừa đó, cũng là lần lần sau mà nếu có đi hỗ trợ nữa là Phương Dừa alo chú một tiếng. Mấy câu nhật bãi. À, vâng, mấy câu nhật bãi mình nói lại là nếu mà đề ca là không được rồi, mấy câu nhật bãi ơi phải qua 24 tiếng, chứ bây giờ 12 tiếng là coi như cũng không được. Bên đây nó làm kỹ lắm, thành có qua để mà vâng xin vâng em lực bảo vệ xin kính chào tất cả các đồng nghiệp làm YouTube và các anh Long, cho em kính gửi lời chúc đến anh chị năm mới thắng lợi mới. Vâng, thưa các bạn, Lục Bảo, Lục Nguyễn, Lục Nguyễn này là không có làm YouTube các bạn. Lục Nguyễn đây là làm bên vệ sĩ á, vệ sĩ bảo vệ bảo tàng Mai Xuân Thưởng ở tại chân đèo An Khê, là một vị anh hùng Mai Xuân Thưởng. Bữa trước đó về mình quay một cái clip đó là Lục Nguyễn mới mới làm quen và mới thắng lợi mới. Vâng, rất cảm ơn Lục Nguyễn, để anh đọc lại nguyên văn. Vâng, Lục Nguyễn bảo vệ xin kính chào tất cả các đồng nghiệp làm YouTube cùng với anh Long, cho em gửi lời thăm chúc lời thăm đến anh chị năm mới thắng lợi mới. Vâng, mình xin báo là Lục Nguyễn không có làm YouTube nhưng mà làm bên bảo vệ bảo tàng anh hùng Mai Xuân Thưởng ở dưới chân đèo An Khê, gần bảo tàng của quan Trung Nguyễn Huệ. Vâng, thì mình vô đó mình quay rồi mà bắt đầu mình quen Lục đó, thì Lục vẫn cứ theo kênh mình xem biết ủng hộ cho mình biết, thành ra là mới quen. Nhớ thưa với các bạn là Lục không có làm YouTube, nhưng mà bữa mình có xem kênh là có mớ một có đăng một bài nào đó, một bài nhưng mà sao Lục xóa mất. Thì nói với Lục là thôi cứ đăng đi em, cứ đăng, lâu lâu khách vô đó thì mình cứ tháng mình đăng một clip cũng giống như mình học vậy mà. Nếu mà vâng không có sao đâu anh ơi, Thanh Long Vlog. Vâng, à đó đó, để mà nói là Lục Nguyễn mình chào bạn nông dân, chào Lục Nguyễn. Thì nếu mà đến thăm không thì được, chứ mà nếu mà đề ca là không được, tại vì qua 24 nha, 10 bây giờ 12 tiếng cũng không được. Thành ra mình cũng có lắm lúc mấy câu nhật bãi mà thăm bác nông dân full đi này đó, là lỡ mà đề ca là không được. Nhưng mà mấy câu nhật bản chắc cũng biết rồi, tại vì cái kênh mình cũng đã làm cũng lâu lâu rồi, thì là chắc cũng biết cái chuyện này. Thành ra mình nói các bạn là phải qua 24 tiếng. Nếu mà ai ai qua trước thì thôi đỡ 24 tiếng sau mình đi qua. Vâng,
Cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường Vân rất hân hạnh chào cuộc sống Canada Nguyễn Tường đã đến với đường live của mình, và mình cũng là một YouTuber gọi là cây nhà lá vườn đó. Vâng, cuộc sống Canada Nguyễn Tường, cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường, vâng, đã vào đường live mình mấy lần rồi, thì mình cũng rất hân hạnh là các bạn cũng đã nhớ nhau. Nếu mà trong cái đường live mà thấy thì cũng đến hỗ trợ nhau, thì cái đó là một cái tâm huyết của cái nghề YouTuber, để làm thế nào rồi sau này chẳng hạn như mình cũng biết là mình cũng quay lại, mình cũng có một cái động lực hay là một cái tấm lòng thiệt tình một chút, để chúng ta cũng còn có cái phát triển, rút ngắn lại cái thời gian, và cũng còn gọi là con một nhà của nghề YouTuber. Con một nhà là thế nào? Chúng ta cũng đồng làm, đồng tất cả là mọi một cái việc đó là ai cũng phải làm như thế hết. Thành ra chúng ta cứ thiệt lòng mà đi đến với nhau thì sẽ đến đích. Mà đến đích thì cái cộng đồng YouTube đã trao cho ta một chiếc chìa khóa, nhưng mà phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Bản sắc làng đảo, vâng, bản sắc làng đảo chào toàn thể mọi người nhé, chúc buổi tối xem live vui vẻ. Vâng, rất cảm ơn bản sắc làng đảo. Vâng, xin báo cáo các bạn là bản sắc làng đảo là cũng ở Buôn Đôn đó các bạn. Vâng, ở Buôn Đôn mà ở gần khu du lịch Bản Đôn, gọi là có chú vui con ở Bản Đôn đó, là bản sắc làng đảo là ở cách Buôn Đôn khoảng nửa km thôi, và hiện bây giờ cũng là đội trưởng đội cồng chiêng, và cũng là bên thanh niên nữa, làm bên văn hóa nữa. Thì các bạn nào mà có về trong đó và vào phần chào Phương Duy, Happy New Year, kính chúc chú Long và mọi người gia đình kính yêu thật nhiều sức khỏe, gia đình thật nhiều sức khỏe, gia đình bình an vui vẻ lộc phước dồi dào, tiền tài ngập tràn, bình an thắng lợi, cuộc đời vời vợi mà cứ nhận lọc dài dài. Vâng, đã rất cảm ơn Phương Dừa đã gửi những lời chúc phúc cho tất cả mọi người trong năm mới, và gửi cả lọc, gửi cả quà, và gửi vả một cái tấm lòng rất rất tri ân. Vâng, chú cảm ơn Phương Dừa. Cuộc sống Canada sinh hoạt, cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường, chào anh Lộc Nguyễn. Vâng, cuộc sống Canada ơi, anh Lộc Nguyễn là không có làm YouTube cuộc sống sinh hoạt ở Canada, chỉ có trong này có bản sắc làng đảo rồi đó, là ở ngay trung tâm du lịch Bản Đôn đó, cuộc sống sinh hoạt Canada. Lộc Nguyễn là chỉ có làm bảo vệ thôi. Mình rất hân hạnh 12 bạn đã vào đường live, mình rất gửi lời tri ân, chúc xuân. Vâng, mình chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tốt bơ. Vâng, chúng ta cũng cùng nhau để mà vượt qua một cái đường dài mà YouTube đã cho. Chào Lục Nguyễn, vâng, chào bạn cuộc sống sinh hoạt ở Canada, nông dân Funi đã chào cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường. Thì chúng ta cũng phải qua một cái quãng đường đó các bạn, qua nhờ những con cầu, rồi những tuyến đường, rồi những cái sông, rồi những cái thác, rồi bắt đầu mới nhận được cái mã pin các bạn. Thì ai cũng thế hết, thì chúng ta đã đến thăm nhau thì mình cũng rất đem tấm lòng tri ân, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu, chính xác là gọi là cái thời gian quý báu các bạn, tại vì không có ai mà bỏ một cái thời gian ngắn mà vào mà để mà chúng ta có bật mã pin được hết, thì phải theo thêm một cái thời gian đủ với nhà mạng đã cho chúng ta thì chúng ta mới có cái mã pin được. Thì cái sự góp ý, góp sức, cái sự đồng lòng và cái sự giúp đỡ của các bạn bỏ những cái thời gian như vậy, thì chúng ta cũng, mình cũng nên tri ân với nhau và đến thăm hỏi nhau trong cái dịp xuân này, và chúng ta để mà cùng nhau mở được cánh cửa YouTube. Và trong đó, vâng, bản sắc làng đảo nông dân Funi chào bạn nhé. Vâng, bản sắc làng đảo đó là ở cũng gần được 1.000 sức rồi các bạn. Bản sắc làng đảo là được 900 mấy đó. Vâng, cũng đang tìm khoảng mấy
930 hay 904 gì đó, 906 còn 908 còn hai chục nữa. Vâng, cuộc sống sinh hoạt Canada, Nguyễn Tường chào nông dân. Thì đến thăm nhau bán sách làng đảo bây giờ muốn phát trực tiếp lắm mà chưa có đủ cái thời gian cho phép của nhà mạng nên chưa phát được. Thành bán sách làng đảo cũng muốn tìm một người. Vâng, chế năm Vlog, vâng, rất hân hạnh chào chế năm Vlog đã vào đường live của Thanh Long Vlog. Thì mình cũng xin gửi là chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ súp đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, rất hân hạnh chào 10 bạn cho mình xin một cái thẻ cào hay là một cái móng tay gì đó. Chế vâng, cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường chào chế năm Vlog. Vâng, thì để chúng ta biết thăm hỏi nhau các bạn. Vâng, rất hân hạnh chào chế năm Trung Quốc, chế năm Vlog. Vâng, mình xin gửi chế năm, mình cũng đã xem chế năm cũng mới đây lâu, mình DK thì lâu rồi nhưng mà cũng mới đến thăm nhà chế năm này thôi. Bây giờ tất cả chúng ta đều đáo hết, mình sẽ đáo hết những người mà mình đã DK trước đây mà trong thời gian gần đây mình không đến thăm nhau, thì bây giờ chúng ta nên thăm nhau lại. Vâng, chào chế năm Vlog, bản sách làng đảo vào thăm nhà chế năm Vlog. Bữa chế năm Vlog có mời mình mà mình không đến được, do cũng vì con Covid đó. Bản sách làng đảo thì bản sách làng đảo vào thăm chế năm đi, để chúng ta cũng có một người bạn mới của đầu năm Tân Sửu, thêm một nụ cười, thêm một niềm vui và thêm một ly nước gì đó hay ly bia gì đó, là chúng ta tâm sự chuyện đời, chuyện nghề và chuyện YouTube, và chúng ta cùng tiến tới mở cánh cửa YouTube để coi cái trái YouTube trong đó nó màu gì và nó ngọt như thế nào. Vâng, để chúng ta nên đến thăm nhau. Vâng, chế năm cả nhà, chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Mấy cuộc sống Nguyễn Tường ở Canada, chào chế năm rất vui được nghe anh trò chuyện. Vâng, rất cảm ơn chế năm. Bản sách làng đảo chào chế năm Vlog, mấy câu Nhật Bãi em có việc ạ, em chào tất cả cả nhà, chào chú Thanh Long. Vâng vâng, rất cảm ơn mấy câu Nhật Bãi đã cũng có việc thì bác chúc em năm mới sức khỏe hạnh phúc. Chào em mấy câu Nhật Bãi rồi khi nào chúng ta tâm sự nhau, đến thăm nhau và tâm sự nhau. Vâng, chế năm Vlog rất vui được biết cả nhà. Vâng, đó, chúng ta vào thăm nhau đi các bạn. Chế năm Vlog thì chắc cũng chưa biết bản sắc làng đảo đâu, cũng chưa biết mấy câu Nhật Bãi, hay nếu mà chúng ta đã biết rồi thì thôi, mà nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta đến thăm nhau nha các bạn. Vâng, đến thăm nhau để chúng ta cùng có một cái động lực để chúng ta cùng phát triển, cùng học hỏi qua cái ngưỡng cửa YouTuber. Chúng ta bỏ một người một ít phân, một người một ít nước, một người một ít kali, một người một ít ure, một người một ít công sức, tỉa cành, tỉa lá gì đó, là cái trái cây YouTuber nó sẽ nhiều quả, nhiều trái, nhiều chồi để chúng ta cùng hái và cùng lấy cái lọc của nó. Vâng, lấy cái lọc, mình mở cánh, thấy nó ồn quá, mình đóng cái cánh cửa nó hơi nóng các bạn, thì mình xin mở cái cánh cửa sổ ra một tí. À, các bạn thì thôi chúng ta cũng vâng, cho cái sơ móng tay để mình biết các bạn, cho các bạn cho mình cái sơ móng tay để mình biết là ai vào, để mình cũng chúc mừng nhau. Tân Sửu mừng đón trâu vàng, chúc mừng anh chị xuân sang sum vầy, tài lộc lời chúc đó đây, an khang thịnh vượng tràn đầy lộc xuân. Vâng, an khang thịnh vượng tràn đầy lộc xuân của năm mới. Thì cái Đắk Lắk mình cũng báo với các bạn là các cháu vẫn của đi học các bạn. Rất vui được biết cả nhà. Vâng, chớ năm bán sách làng đảo cho một cái nụ cười. Và chúng ta đến thăm nhau một tí đi các bạn. Đến thăm nhau để chúng ta thêm có người bạn của tri ân năm mới.
và có thêm một người bạn YouTuber mới nữa các bạn. Và chính xác là một người bạn YouTuber của năm mới, để chúng ta cũng cùng đồng hành, cùng xem những cái kênh mà các bạn làm, để chúng ta cũng có một cái rút tía, một cái kinh nghiệm nào đó, hay là lấy một cái hay nào đó của các bạn làm. Thì mình đã làm thì không làm thì thôi, đã làm thì phải có một cái hay nào trong đó. Thì thứ nhất là chúng ta làm quen nhau, chúng ta hỗ trợ nhau và xem những cái video với nhau để cho chúng ta cùng nhau phát triển. Vâng, My Nguyễn Vâng, rất hello, chào My Nguyễn, hi, chào chủ nhà, vâng, chào My Nguyễn. My Nguyễn là My Nguyễn hi bản sắc, vâng, My Nguyễn phát hay lắm các bạn. My Nguyễn phát một ngày 4-5 tiếng, 6 tiếng là có hồi phát xong rồi. My Nguyễn để điện thoại đây với để một cái cây đèn. Một cái cây đèn nó leo lét, nó sáng đó, là My Nguyễn coi như là mệt quá đi ngủ để máy đó luôn. Vâng, My Nguyễn là xin hỏi My Nguyễn là bữa nay hi Công Thiên, vâng. My Nguyễn đã gửi lời chào Công Thiên. Hỏi My Nguyễn là bữa nay được bao nhiêu km rồi My Nguyễn ơi? My Nguyễn cũng làm rất thiệt tâm, rất chuyên cần. Vâng, My Nguyễn hi chế năm. My Nguyễn gửi lời chế năm. Vâng, My Nguyễn chào bán sách làng đảo. My Nguyễn chào Công Thiên. Thấy không, My Nguyễn vô là thấy ấm trường quay liền các bạn. Vâng, rất chào My Nguyễn vào là coi như My Nguyễn là chào hết. Và My Nguyễn cái kênh My Nguyễn cũng hay lắm. Các bạn vô thăm My Nguyễn để chúng ta cùng hiểu biết nhà nhau. Và chúng ta cũng có một cái gì đó để chúng ta học hỏi với nhau. Chứ My Nguyễn thì nhanh miệng, nhanh miệng nhanh mồm lắm. Vâng, vâng, Công Thiên chào My Nguyễn. My Nguyễn nói là thôi cho hi hi cuộc sống sinh hoạt ở Canada. Vâng, đó, My Nguyễn vào thấy nhanh dạng. Vâng, mình xin My Nguyễn một cái móng tay để mình để gửi cho My Nguyễn một cái móc khóa đi các bạn. Vâng, mình sẽ gửi hết cho tất cả những cái móc khóa cho không là rồi các bạn cho mình cái móng tay với cào bằng phím thì mình sẽ cấp cho các bạn một cái móc khóa gọi là người nhà các bạn. Bữa mình cũng có like được cái lần trước mình cấp mà sao không biết ra cái là mình bấm thế nào nó mất hết. Thành bây giờ để mình cấp lại biết là cái người nhà đã vào mình rồi. Nếu lần hai mình có phát nữa thì biết cái người đó vào là biết là họ đã vào rồi. Cái lắm lúc mình quên đó. Như lúc nãy là có mình chào đây mà bây giờ hình như không có cào bằng phím thành ra mình quên rồi các bạn. Chớ năm vlog là mình biết mấy câu Nhật Bản là biết, chớ năm bán sách lần đảo là biết, My Nguyễn biết, Công Thiên biết. Có gì lúc nãy một bạn nào đây nè. Vâng, chào bán sách lần đảo, chào Công Thiên Buôn Ma Thuột. Nông dân có một tên ở đây mà lúc nãy để mình coi lại thưa ơi. Nông dân Funny là cũng mới vào đầu tiên. Vâng, nông dân Funny mới vào đầu tiên, nông dân em ở Kiên Giang làm ruộng. Vâng, mấy câu là ấy Nguyễn. Nông dân Thủy Bích. Thủy Bích đâu rồi, lên tiếng đó Thủy Bích ơi. Tin Báo Phước, vâng. Tin Báo Phước mình cũng chắc cũng mình DK cũng nhiều lắm nên mà hôm nay không có vào thì vào xem cái Tin Báo Phước. Vâng, cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường. Chào My Nguyễn, mình sẽ để cho My Nguyễn một cái thọ rồm. Vâng, rất hân hạnh chào em thọ rồm đã vào lại đường like của anh. Thọ rồm ơi, bữa trước em có vào nhưng mà anh cấp cái chìa khóa cho cái khóa cho em rồi mà sao không biết tự nó mất. Thôi bây giờ thì em rất thông cảm để anh cấp lại. Vâng, anh sẽ để cho em lại cái khóa trở lại. Rồi không biết tại sao, không biết nó chạy mất. Để mình cũng gọi là người trong nhà cho em cũng vào đường like anh mấy lần rồi chứ mà sao không biết rồi mà lấy lại là không có lấy đâu. Nhưng mà bữa tại sao á, nói thật tình là cũng không có ai hết. Nay bác ra ngồi đường. Nói thật là lúc nãy đi ra quán cà phê chỗ mình còn nhà nó cũng đông người các bạn, đông người lắm.
À, tớ Tiêu Channel, vâng, chào chủ nhà nhé, vâng, rất hân hạnh chào tớ Tiêu Channel. Cái tớ Tiêu đây mình cũng mới vào trong đường live mình đầu tiên đó tớ Tiêu ơi. À, vui cười, à vui cười đây là ngày hôm qua có vô, ngày hôm kia. Chủ nhà và các bạn, tớ Tiêu Channel, chào chú và chủ nhà, thọ rồm, nay không ra đường nữa hả bác? Vâng, lâu lâu mình cũng phải ở trong nhà các bạn, à, mình like trong nhà chứ mình ra nãy có ra quán mà họ mở nhạc. Ở đây thì hàng xóm họ mở nhạc cũng liên tục và thành mình mới chạy ra người người quán. Mà người quán người này Tết họ cũng mở nhạc. À, vâng là Thuyết TV 92, vâng Thuyết TV 92 là ở phải em Thuyết TV 92 phải ở trong chỗ bán sách Lăng Đảo không Thuyết ơi. Hôm nay anh tìm cái kênh em không ra mà bữa em nói là em bị gì đó là em nghiến thời gian. À, anh có xem là cái kênh mà em dẫn ai đi xuống dòng sông Serebok á, à, có phải là Thuyết Buôn Đôn không? Thuyết 92 Buôn Đôn em cho anh biết lại đây. Vâng, à, rất cảm ơn 13 bạn đã vào đường live của Thanh Long thì mình cũng rất xúc động. Tại sao? Tại vì mình cũng hỗ trợ nhau các bạn. Vâng. Tết Tiêu năm mới chúc chú mạnh khỏe nhé. Vâng. À đúng rồi năm mới. Vâng. Rất cảm ơn Tết Tiêu Channel. Chú cũng rất cảm ơn cháu đã mới vào đường like của chú và của Thuyết TV Thuốc Thuyết TV 92. Tết Tiêu Channel. Theo Tết Tiêu có mình có làm kênh không Tế Tiêu ơi? À, Tế Tiêu chào Thọ Rồm. À, Tế Tiêu thấy cái hình này à, chú hình như là cũng mới mới nhìn cái hình này đó, cái hình 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 cá nhân á nó cũng hơi lạ lạ thì chắc có lẽ cũng mới vào đầu tiên. Cái vào đầu tiên là chắc rồi nhưng mà mình chắc chưa 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 ca Tế Tiêu đâu. Vâng, Thọ Rồm chào Tế Tiêu Channel, hello. Tế Tiêu Channel à, chào Thọ Rồm. Vâng, Tế Tiêu và cháu có, vâng, à rất rất cảm ơn Tế Tiêu cháu có làm kênh. À, tại vì để cái kênh này thì cái hình này thì tại chú hồi giờ cũng chưa thấy. Nhưng mà thôi để cũng cảm ơn là Tế Tiêu đã vào chú. Thì chú sẽ đến thăm cháu trong 2 ngày nữa. Vâng, à, tại vì chậm chậm, vâng, vui cười. Mình sẽ cấp vui cười một cái móc khóa. À, Thuyết TV đến hai chào chú. Vâng, Thuyết Tế Tiêu Channel bản sắc làng đảo. À, Tế Tiêu nói gì đi Tế Tiêu ơi. À, cháu cào bàn phím chào bản sắc làng đảo đây, chú báo cáo với Tế Tiêu là chú chéo rồi mà. Vâng, đó là lâu rồi, vậy là lâu rồi đó chứ chú hôm nay không có thăm được nhà cháu nữa. À, cháu và chú lâu rồi. Chỉ là dạo này bận nên cháu không đồng hành được với chú. Vâng, chú cũng rất xin lỗi cháu là nói thật tình là hồi xưa chú đi nhiều lắm mà họ khóa chú kênh chú 4 lần á, khóa cái ý là đủ quyền cung cấp mà không đủ quyền để đi 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 DK nữa, hết quyền đi DK rồi bắt đầu mình tìm cái người nào đó mình xóa. Cái người nào mà 6 tháng họ không không làm đó rồi mình xóa để mình còn DK tiếp chứ không là không DK được. Thành cái thời đó đến bây giờ là nói chung nó cũng quá gian truân mà giờ tìm một cái người mà để mình DK nữa thì phải có một cái khoản tiền để mà DK chứ còn không thì không DK được các bạn, tại vì nó hết quyền đi DK rồi đó. Tết Tiêu cháu đến chú lâu rồi mà dạo này cháu bạn văn thì giờ chú cháu mình cũng có thời gian là chú cháu mình sẽ thường xuyên thăm nhà nhau hơn để chúng ta níu kéo lại cái km nó ngắn lại. Vâng, đã mình đã đến thăm nhà người nhà bạn thì tất cả chúng ta cũng hỗ trợ nhau để mà kéo lại cái km. Vâng, chào anh Tế Tiêu Channel, cuộc sống sinh hoạt Canada, Nguyễn Trường đã chào Tế Tiêu Channel. Vâng, rất là hello bốn bạn, cho mình xin cái móng tay các bạn để mà nó chạy cái chữ ra đó rồi bắt đầu mình gửi cho các bạn một cái móc chìa khóa. Vâng, một móc chìa khóa. Vâng, cháu và chú ché lâu rồi. Vâng, chào Tế Tiêu Channel. Tế Tiêu cháu bật BKT rồi à, hay quá. À, chị Tế Tiêu lâu rồi mà chú cũng không không
không đến thăm nhau. Đã đến nhà nhau rồi nhưng mà lâu quá không đến thăm nhau. Vâng. Tế tiêu trên nồi cháu và chú chéo lâu rồi mà chỉ là dạo này. Tế tiêu chào bạn cuộc sống ở Canada. Vâng, tế tiêu đã gửi lời thăm cuộc sống Canada. Ủa? À, tế tiêu trên trên nồi đây là bật rồi nhưng mà tắt bật tắt là tắt quảng cáo hay là tắt tắt quảng cáo cho chưa bê ra phải không tế tiêu? Mình nghe nói là bị tắt quảng cáo cũng nhiều đó các bạn. Có cái kênh Sơn kênh du lịch kia cũng bị tắt quảng cáo và chiều nay hình như có một cái có Sơn du lịch tí không biết tế tiêu cháu BK rồi nhưng vừa bị y tế tắt rồi. Chào bạn cuộc sống Canada nữa nè. Bị y tế nó tắt 30 hôm rồi. Ủa 30 hôm là một tháng rồi chứ bộ ít à. Vâng thì mình xin đến nước các bạn ơi. Thì có biết lý do nào không tế tiêu ơi? Có biết lý do nào mà Vâng Minh Nguyễn đã chào tế tiêu. Tế tiêu chào Minh Nguyễn. Tế tiêu bị lý do nào mà 30 ngày rồi mà cũng chưa được trả lời tế tiêu ơi. Cháu có nói sơ một ý tại vì chú cũng muốn mà tất cả ai cũng muốn lý do là cháu sử dụng nội dung của người ta đăng rồi. Vâng. Cuộc sống sinh hoạt thọ rồn chào cuộc sống sinh hoạt Canada Nguyễn Tường. Vâng, đó là cháu sử dụng cái nội dung của người khác thì đúng rồi. Mà bữa trước mình nghe ai đây nè nói là cũng sử dụng nội dung người khác nhưng mà sau này là gần bậc gần BKT rồi là tắt cái đó đi, tắt cắt cái khúc đó bỏ thì mình viết tiêu đề lại. Đó, nghe chú nghe nói vậy chứ mà thực tế chú không làm. Chú là 100% của chú, không cho chú không có gì đấy. Vâng, cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường chào A Cầm Thọ Rồn. Vâng thì tế tiêu cháu số hết video lên trừ hết sạch 4.000 giờ. Không, cháu số hết video là đã trừ là đúng rồi nhưng mà nghe người ta nói là cái khúc đầu mình á mình cũng có để cái video của mình một khúc sau á. Công Thiên chào ban sắc làng đảo. Chú cứ live stream kiểu này thì làm sao mà có video đề xuất được. À chú cái đó chú không rành lắm nhưng mà hôm bữa có thằng Tiên tí có nói cho chú nói là nếu live stream nhiều quá nó cũng ảnh hưởng kênh. Mà Công Thiên chào bản sắc làng đảo, cứ live stream kiểu này thì làm sao mà có video đề xuất được. Vâng, cái này là để cho chú hỏi, chắc cũng có ít người bạn biết á, mà cái câu đây chú cũng mới nghe lần đầu tiên. Cái bữa thằng Thiên Tiến Tý là cũng đến thăm nhau thôi, cũng đến hỗ trợ với nhau. Thì thằng Thiên Tiến Tý có nói câu nữa là chú ơi, cháu cũng bí mật báo cho chú biết cho cháu biết cháu mới nói là nếu mà phát trực tiếp nhiều quá thì sau này ảnh hưởng kênh. Mà như tế tiêu mà có nói câu đó là mình cũng có vẻ hơi bị ngạc nhiên. Vâng, Công Thiên bên Bông Thuộc hello chào các bạn. Công Thiên đã gửi lời chào các bạn. Vâng, lên mớ cái con đi. Công Thiên đã chào, vâng gửi lời chào các bạn. Thì tế tiêu ơi, em nói một cái là tại sao mà BKT cháu 4.000 giờ mà cháu số hết thì đúng rồi, số hết video là nó mất hết cả giờ và cả số cả giờ luôn. Tại vì giờ mình mở ra mình xem mà bây giờ mất hết thì buộc nó phải xóa giờ, xóa tiền luôn. Thời gian live stream như này chú suy nghĩ làm sao video hay và còn hơn. Cháu suy nghĩ làm video nào hay hơn. Vâng, thưa chú cũng rất cảm ơn tế tiêu. Công Thiên TV chào Thọ Rồn. Vâng, tại vì tế tiêu ơi, chú nói là chú cũng ra chẳng hạn như 10 cái video thì cũng đề xuất cũng được 5-6 cái video đó cháu.
nhưng mà thấy nó ít điểm quá, có người nói thôi đi like cho nhiều đi để kiếm điểm, mà chú cũng không biết là có người nói là cứ like cho nhiều, mà theo bữa có cái cô cái kênh thần tiên tí tí nói cháu chú like nhiều là không tốt, chú cũng không biết nghe ai hết. Mà như lúc nãy cô Mi Mi Nguyễn á nè, Mi Mi Nguyễn á giờ còn hay không không biết, cô Mi Mi Nguyễn là like một lần 10 tiếng đồng hồ, cô Mi Mi Nguyễn có trong kênh đang xem trong kênh này mà không biết cô ra chưa không biết, là cô ngồi nói chuyện 2 tiếng hay 3 tiếng gì đó. Còn cô để cái máy cái điện thoại với Dũng với vâng con vẫn còn ở đây chú vâng rất 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 cảm ơn Dũng Dũng Nhí. Thì chú mới nói là cái cô My Nguyễn đó vâng đang Dũng Nhí cuộc sống xa quê cũng và còn ở đây vâng tế tiêu được ít view như vậy là có phải được đề xuất đâu vâng. À, không phải, ý là chú nói là cái kênh, cái video chú đăng á là thấy cũng có nhiều đề xuất được ít view như vậy là có phải được đề xuất đâu. Chào Dung Nhí, chào Công Thiên, chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc. Thì cái tính có nhiều người mà họ like là họ xem có mấy 80 người có mấy trăm giờ luôn thì theo tớ tiêu nghĩ thì cái đó là thế nào à? Vâng à, chào à, Trải STV. Vâng. Chăm like đi anh. Vâng. Đó thì như Trải STV nữa là chăm like đi. Mà như tớ tiêu nói là mình like như thế này thì nó ít đề xuất là sao? Tớ tiêu nói cho chú biết cái này. Được ít view như vậy là có phải được đề xuất đâu. Đà, vâng, ít view thì ít là ít người xem đó phải không Tế Tiêu à? Ít người xem thì không không nó không đủ cái mức để đề xuất. Nhưng mà mình thấy là có nhiều người biếu like cho nhiều mà có nhiều người biếu like là ít đi. Thì thực tình mình không biết sao hết Tế Tiêu ơi. Chăm like đi anh. Vâng, Công Thiên chào Trải STV. Vâng, Công Thiên đã gửi lời chào Trải STV. Chăm like đi anh Công Thiên vui cười. Vâng, rất hân hạnh chào vui cười đã chào Trải STV. Vâng. Mình sẽ thì đó nói thật tình đó là mình cũng không biết Tế Tiêu ơi, thật tình mình không biết. Thành ra mình làm thì cũng có người này nói này mình nghe thôi chứ. Nghe vừa thôi chứ không lại đẽo cày giữa đường thì đó thì mình rất hân hạnh thì mình cũng nói có người Minh Nguyễn đây hi cả nhà đó Minh Nguyễn là một lần like 7-8 tiếng đồng hồ ở Tế Tiêu ơi Minh Nguyễn là ngồi có 2-3 tiếng gì đó Minh Nguyễn để cái điện thoại với để cái đèn đó là coi Minh Nguyễn đi ngủ luôn. Một lần mình đi vô mình lang thang mình thấy mình vô mình xem mình nói chết tại sao chủ nhà không có xin chủ nhà ra mặt đi Minh Nguyễn vâng hi hi vui cười hi hi cả nhà vâng Minh Nguyễn nãy giờ đi thăm ở nhà ai á vâng Tế Tiêu chú tìm hiểu mấy kênh hướng dẫn cách video được đề xuất ấy chú học nhiều đấy cuộc sống sinh hoạt chú kênh hướng dẫn cách video được đề xuất ấy vâng cuộc sống sinh hoạt Canada vâng cảm ơn chú Tế Tiêu để chú tìm hiểu lại Tế Tiêu chào Minh Nguyễn vâng Minh Nguyễn chào Tế Tiêu Minh Nguyễn có ai có thể cho đi một tang nhé Thanh Kiều vâng Minh Nguyễn nói ai có để đến thăm nhà không thì Minh Nguyễn rất cảm ơn vâng là mình đến thăm đi các bạn đến thăm nhau một chút đi để chúng ta cũng làm quen nhau cái mùa Tết các bạn theo cái Tết này mà chúng ta quen nhau thì nó cũng có một 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 cái tình cảm nó cũng luyến thương á tại vì đầu năm mới mà lộc cũng mới tài cũng mới mà người cũng mới vui cười chào Minh Nguyễn và chào cuộc sống Canada vâng chào Minh Nguyễn và chào cuộc sống Canada thì cái năm mới đó thì chúng ta đến với nhau thì nó cũng có tài có lộc
Bye bye chú nha. Vâng, Dung Nghĩa, mọi người chơi sao? Vâng, rất 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 cảm ơn Dung Nhí. Vâng, Dung Nhí, bye bye Dung Nhí nha. Vâng, thì mà chú thì chú làm, chú cũng chưa có biết nhiều. Vâng, chưa biết nhiều, nhưng mà để rồi chú sẽ, vâng, trái STV anh chỉnh camera ở 180 độ đi nhé. Vậy là sao trái STV nó sao anh không hiểu trái ơi. Chỉnh camera 180 độ là sao anh chưa hiểu luôn. 180 quay 180 độ hả? Quay sao mà 100 quay qua phía nào 180 độ hả? Suka ơi. Suka, trái anh chỉnh camera ở 1080 đi nhé. Vâng, trái TV livestream M. Livestream M hả? Chắc do bóng điện M hả trái ơi. Livestream M 100 nếu độ phân giải. Vâng. À rồi để anh chỉnh hai cái độ phân giải lại. Vâng, nó hơi mờ à. Bây giờ phải từ từ chỉnh, chắc lẽ nghe xong like rồi mới chỉnh, chứ chắc cái giờ chỉnh nó cũng hơi khó. Tại vì giờ vô chỉnh là anh không biết mò cái đó. Lấy ông nội cái ly, ông nội uống nước đi. Nó khó mất cả thành ra không biết. Vâng, cuộc sống sinh hoạt Canada vui cười à. Vũ Chế Đồng Nai, vâng, rất cảm ơn Vũ Chế Đồng Nai đã vào đường like của mình. Vũ Chè Đồng Nai, rốt ra đi. Vũ Chè Đồng Nai, chào bạn, chào chú nhà. Vâng, My Nguyễn Hy Vũ Chè, Vũ Chè Hy đã gửi lời chào Vũ Chè. Vâng, đến thăm nhau năm mới đi các bạn, để chúng ta cũng còn quà, còn bánh, còn bất gì đó. Vâng, được 12 bạn mà mới cho mình 6 cái like các bạn, 6 cái like, cái sơn móng tay. Thôi mình xin cái sơn móng tay nữa đi các bạn ơi. Vâng, mời các bạn, mình gì Nutri phải không? Vâng, mời các bạn uống miếng nước. À vâng, ông nội nên mở mấy con này. Ông nội coi thử cái ai viết gì đó để ông nội trả lời. Đây là tất cả những người họ vào họ xem mình nè, 10 người đó. Ở đây nè, My Nguyễn chào Huy Vũ. Vâng, cao đi bạn, cao đi. Để chúng ta anh chỉnh sửa camera ở 1080 đi nhé. Vâng, trái A lên like M 1080 độ phân giải. Huy Dũng Giấy, vâng. Vâng, rất cảm ơn các bạn trong đường live đã đến năm mới. Cũng chúng ta cũng ủng hộ nhau, ủng hộ cái đường live của Thanh Long này. Thanh Long cũng rất rất hân hạnh, rất cảm ơn. Và cũng xin gửi lời tri ân đến với các bạn. Thân chúc xa gần, bạn gần xa, anh em YouTube mãi chung nhà, giao lưu quý nhớ, tình thân ái, lời chúc ân tình quý thiết tha. Vâng, một cái lời chúc thân thương, một cái lời chúc tình cảm của đầu năm mới. Thì chúng ta cũng hy vọng là cái con Covid này hình như cũng có ở Hải Dương cũng đã tìm được cái nguồn gốc rồi, thì chắc có lẽ cũng nay mai cũng dập được các bạn. Chúng ta hy vọng khoảng tuần 2 tuần những tuần nữa thì nó không còn còn người thêm người nữa, thì chúng ta sẽ đi lại những nơi công sở, nơi việc làm. Thì mình cũng có các vâng, My Nguyễn Huy Vũ Chè vui cười chào, chào Vũ Chè đồng quê, chúc bạn vui tươi hạnh phúc. Vâng, chào Vũ Chè đồng quê, chào bạn. Trái với đây, xin chào mọi người, chúc năm mới thắng lợi mới. Vâng, trái STV là xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người năm mới thắng lợi mới, phát triển mới, hạnh phúc mới và có nhiều tài lộc mới. Vâng, cái hạnh phúc và cái tài lộc nó đi song song với nhau. Thì trái STV đã
Chào tất cả mọi người, chúc mọi người năm mới thắng lợi mới, tài lộc mới, hạnh phúc mới, và ơi hạnh phúc mới là không được đâu, hạnh phúc hơn, với hạnh phúc mới là bị mệt á. Hạnh phúc mới là mình nói nha các bạn, chứ không phải trải nói đâu. Thì mình nói là tài lộc mới thì được, vâng, một cái tài lộc nó sẽ viên mãn cái năm Kỷ Sửu này. Vâng, mà chúng ta cũng có, tất cả ai cũng có cái hy vọng là cái năm Kỷ Sửu nó có thành công mới và có tài lộc mới. Vâng, các bạn cho mình xin cái móng tay đi các bạn ơi. Rồi, tán được mắt, tán móng tay rồi. Thì chúng mình cũng rất hân hạnh, cảm ơn các bạn đã vào đường like, cũng ủng hộ nhau, hỗ trợ nhau để chúng ta cùng phát triển. Thì lúc nãy Tế Tiêu nói là quét hết rồi, là em mất hết coi như là 4.000 giờ luôn hả Tế Tiêu? Tế Tiêu chàng Mi Nguyễn, Vũ Chè, đồng quê chúc bạn vui tươi hạnh phúc. Vâng, vui cười đã chào Vũ Chè, đồng quê chúc bạn vui tươi hạnh phúc. Minh Nguyễn, vâng, mình cào một chút đi các bạn, mình cào một chút cho anh đóng Minh Nguyễn. Lúc nãy Minh Nguyễn vô là cào. Vâng, Thọ Rồm đã chào Trái STV. Vâng, Trái STV chào bạn, xin mọi người chúc mừng năm mới thắng lợi mới. Vâng, Trái STV là xin chào mọi người và chúc mọi người năm mới thắng lợi mới và niềm vui mới. Chào Vũ Trê, đồng quê chúc bạn tươi vui hạnh phúc. Trái STV chào mọi người, chúc mừng năm mới. Mình có cấp cho Thọ Rồm cái móc khóa mà nó móc vang rất sờ tờ tờ và suy ngẫm. Happy New Year 2011, vâng, ít tờ tờ và suy ngẫm. Vâng, ít tờ tờ và suy ngẫm là đã mới vào đường live, mình rất hân hạnh và cảm ơn. Chúc ít tờ tờ và các bạn năm mới sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì mình cũng có nói là chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế kênh lúc sau hay bị mất cái khóa mất, và con kênh con sau hay bị mất. Đúng rồi, chú cho nãy giờ 2-3 lần mà sao nó đi đâu mất chứ, nãy giờ chú bấm 2-3 lần hả, con nữa con sao hay bị mất cây khóa mất. Đúng rồi, nãy giờ chú bấm 3 lần rồi đó Thọ Rồm ơi, mà sao giờ nó cũng chưa ra không biết, để chú coi lại thôi, bây giờ mới bấm lại đó. Chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, mình xin năm mới mình xin chúc 4 thứ là con nhân nhân con trâu vàng, mình chúc hết chúng ta cũng đi đến đủ km, đủ giờ và đủ sức. Chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, Thọ em cào lại thứ, nó có chìa khóa chưa Thọ? Anh mới bấm Thọ Rồi mới mất cái khóa, ở sao lạ ta. Thọ Rồi không còn là cuộc sống. Cảm ơn Thọ Rồm đã ghé thăm sau 24 giờ mình mới sang nhà bạn được nhé. Vâng 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 vâng, đúng rồi, chính xác là qua 24 giờ mình mới đến thăm nhau, để thời gian cho nó hơi dài dài một chút. Mình đã cấp cái khóa Thọ Rồm rồi mà sao bữa tự dưng nó mất Thọ Rồm ơi, tự dưng không biết thế nào mình bấm thế nào nó mất. Bữa đó là cũng có Thọ Rồm vô nè, Hương Quảng Ninh nè, rồi Quang Đạo nè, cũng có vào kênh rồi, cũng quái lắm, có cấp giờ khó hết mà sao bây giờ nhà là bạn Thọ Rồn vô thì cũng không thấy gì khó, mà Hương Quảng Ninh rồi đó là mình cũng chưa thấy.
Chứ bữa trước có cấp mà không biết tại sao nó mất rồi, mà mình lúc nãy giờ có bấm cho thợ rồi 3 lần rồi đó, mà sao cũng chưa thấy nó đến nữa, mình vô mình bấm lại 1 lần nữa thử em. Cuộc sống Canada, anh Long bỏ cái cờ lơ của em cái. Đâu có biết đường bỏ đâu. Kể đó mình cấp ra cái giờ này mình không biết đường bỏ luôn, để mình coi ra thứ bỏ thôi. Nhưng mà không có gì. Ấn tất cả tin nhắn trò chuyện trực tiếp, tất cả tin nhắn đều hiển thị. Một số tin nhắn chẳng hạn như tin nhắn rác có thể không hiển thị. À, thì mình thấy vậy thôi chứ đâu có biết là để mình bỏ thứ có bỏ được không? Xóa được không? Xem tin nhắn bị xóa, chết cha rồi. Số tin nhắn ở đâu số cà lê được đâu, trái TV. Anh Long bỏ cái cà lê của em cái. Anh nói xóa mà chắc là số tin nhắn rồi. Quang xin tin nhắn là bị xóa đó. Tạo rồi cuộc sống sinh hoạt Canada để anh bỏ lại cái mớ lớp thêm người kiếm việc. Rồi anh bấm thọ rồm hiện là người kiếm việc. Thọ rồm ở Canada. Thọ rồm cuộc sống sinh hoạt Canada. Nguyễn Tường cảm ơn bạn. Mà sao thọ rồm không có móc khóa mà sao mà anh bấm vô cái chỗ cấp chìa khóa đó là họ nói là thọ rồm đang là người kiểm duyệt. Anh không hiểu thọ rồm ơi. Trái STV em trả lời chỗ đó thưa ơi trái. Thọ rồm anh cũng bấm mấy lần mà không có được cà lơ. Mà bây giờ anh bấm vô nữa họ nói là thọ rồm đang là người kiểm duyệt. Mà không biết họ nói thế nào anh không hiểu. Vâng, thì đó cũng rất cảm ơn. Chú vào cờ lơ thì đâu giúp gì anh Vâng thì thọ rồm có bó tay à. Gì đây? Con bó tay á. À được rồi đó. Ừ, thọ rồm có rồi đó, có cờ lơ rồi đó. Thọ rồm có cờ lơ mà, vâng. Thọ rồm có cờ lê mà, vâng. Thì đó, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu đến với đường live của Thanh Long. Lý do là chúng ta cũng hỗ trợ nhau các bạn, hỗ trợ nhau với cái nghề làm YouTube này, ai cũng cái thời gian quý báu hết đó. Đúng là thời gian quý báu, thời gian vàng bạc các bạn. Đến thăm nhau thì cũng phải bỏ thời gian quý báu, chứ không phải nói là thời gian nhiều để mà thăm nhau. Nhưng mà thôi, cái này cũng là cái để cho cái động lực chúng ta ấy thôi. Cờ lơ, có cà lơ rồi, vâng. Nó tự mất rồi, nó tự có, còn đâu biết. Vâng. Thọ rồi mà được BKT rồi phải không cháu? Nó tự mất rồi, nó tự có, vâng. Sơn Kênh Du Lịch 2, vâng, rất hân hạnh chào Sơn Kênh Du Lịch 2 đã mới vào đường live của anh. Thì năm mới cũng chúc em sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Lúc nãy giờ anh live cũng được tiếng rồi á Sơn ơi. Cũng có nhiều bạn ủng hộ. Em mới vào thì thôi em tham nhau đi. Em cào bằng phím tham nhau đi Sơn. Có mấy bạn mới, vâng. Rất hân hạnh cảm ơn Thuốc Nam Từ Thiện. Dạ chào chú toàn thể các bạn gần xa. Vâng, rất cảm ơn Thuốc Nam Từ Thiện đã vào đường live của Thanh Long Vlog. Thuốc Nam Từ Thiện cũng lâu lâu cũng đến, bữa trước cũng có đến. Vâng, Thuốc Nam Từ Thiện. Mình gửi Thuốc Nam Từ Thiện thêm người kiểm soát. Lúc nào tự tiện hiện là người kiểm soát. Có quả hồ lô ngon đấy anh. Vâng, cái này là để đi cái hồi mà cái thời mà cái thời Điện Biên Phú các bạn. Cái hồi xưa mình đi Điện Biên Phú giờ còn lại nè. Vâng, cái đề mới đây. Giá cá đây hồi thời Điện Biên Phú á. Có quá hồ lô ngon đó anh. Vâng, Tết này chưa làm gì.
Tết này chưa làm vài ống nhỉ? À chưa em, tại Tết này nói chung á nó cũng vì cái dịch Covid thành ra là cố chặn đường mà cố ít cho đến thăm đó, thành ra là cũng cũng Tết này cũng có vẻ hơi 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 ít uống, chính xác là ít uống. Vâng, cào đi Sơn ơi, Sơn Sơn thăm các bạn đi. Sơn coi du lịch mới vào nè, em đỡ chào không đâu có ấy. Em phải như em chào tất cả các bạn đây, mình vô thăm nhau rồi đi Sơn. Ít tờ tờ và suy ngẫm Happy New Year. Em viết gì đi, ít tờ tờ thôi. Vâng, thuốc nam từ thiện, hoan hỷ chú hoan hỷ. Tại mấy ngày nay có rất bận rộn nên ít vào ông hỗ trợ chú. Vâng, đúng rồi, nói ra bữa nay gần Tết thì nó cũng có qua Tết rồi, nó không có nhiều việc thì cái này mà như từ hôm Tết giờ mình mất 5 ngày á các bạn, 5 ngày coi như là cứ về cũng gánh gánh trả thôi chứ không đến nhà ai được hết, mất 5 ngày từ bữa mùng 1 đến mùng 5. Thành mình hôm qua hôm kia mình cũng có vô đường live, mình cũng có nói các bạn thông cảm rồi, cũng vì lý do nó cũng cái việc nó xảy ra, thành ra là mình ấy. Vâng, cuộc sống ở sinh hoạt Canada Nguyễn Tường chào Sơn kênh du lịch 2. Vâng, cuộc sống Canada sinh hoạt Nguyễn Tường đã gửi lời thăm chào kênh Sơn du lịch 2. Cuộc sống Canada hỏi là Sơn câu du lịch có Tết rồi có còn tí tí bia tí nước ngọt nào không Sơn ơi? Vâng, rất hân hạnh các bạn đã ghé hỗ trợ, mà thật tình là hỗ trợ với cái đường like của mình bây giờ cũng còn rất rất còn cả gần cả ngàn km nữa các bạn. Vâng, cả ngàn km nữa thì cũng giờ cũng gắn chào Sơn của du lịch 2. Chị tôi anh thì đúng rồi, thì chị mới mới nói chào đó. Cuộc sống ở Canada Nguyễn Tường đó thì chị nó rồi mới chào đó em. Em vào em chào chị, với chị vào lâu lắm rồi đó. Vâng, cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường đó vào lâu lắm rồi em. Hình như cũng đầu đến giờ luôn á. Lúc nãy mình ra ngã sáu mà muốn ra quay ở ngã sáu để cho các bạn xem ngày mùng 8 Tết đó thế nào, mà họ mới nhạc đông quá, cái nơi mới nhạc các bạn. Mà chứ mình cũng muốn đi các cái chỗ mà cái khu cà phê đồ đó đẹp đẹp á. Chị tôi anh vâng, hú thuốc từ thiện vâng. Sơn kênh du lịch đã chào nhà thuốc từ thiện vâng. Sơn kênh du lịch đã vào thăm hối thăm chào nhà thuốc từ thiện. Muốn ra cái chỗ mấy quán cà phê đẹp một tí, chứ mà mình ít muốn lại ở nhà, mà ở nhà thì có hồi họ hàng xóm họ mở nhạc các bạn, mình qua nói cũng được, nhưng mà mình muốn qua like những cái chỗ đó để cho nó có dễ, nó có không gian nó thoáng mát một chút. Vâng, Sơn Sơn cào đi em. Tờ nờ Sơn đây đây anh Thọ Rồng trái Thọ Rồng hoạt động Canada, Thọ Rồng cuộc sống sinh hoạt Canada. Sơn cứ duyệt hú chào hú thuốc nhà thuốc từ thiện. Vâng, Sơn kênh du lịch thà chào Thọ Rồng. Sơn kênh du lịch đó là nói là bà chị cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường là chị muốn là chị chứ không cho ai ấy, là làm chị nữa hết. Nhà Sơn còn bia không Sơn ơi? Sơn ơi còn bia không em? Còn bia em gửi cho anh một hai lon đi. Sơn kênh du lịch 2 đang
mọi người qua em thăm đi. Vâng, chào mọi người qua thăm. Vâng, Sơn công dịch du lịch nó còn một thùng lận. Vâng, thôi để dành đây bữa nào anh xuống anh em mình tâm sự đầu năm, nói chuyện cũng trâu. Sơn có du lịch cái kênh kênh một thì hôm nay cũng có trớ à, lúc nãy ai nói là bị ấy Sơn ơi, bị tắt mất hết hết giờ luôn, bị số hết giờ luôn đây này. Phải tế tiêu trên nò. Vâng, tế tiêu trên nò nói là chưa, chú chưa đủ giờ xem à. Vâng, cảm ơn chớ tế tiêu trên nò là chú chưa đủ, thành ra chú cũng muốn để mở cái đường like để các bạn cũng hỗ trợ một tí á. Sơn ơi, tế tiêu trên nò nói là bật BKT rồi mà bị lấy kênh của người khác, lấy nội dung người khác bị tắt hết. Sơn ơi, chú tìm hiểu mấy kênh trước. Tớ tiêu channel nữa là mất hết 4.000 giờ luôn. Chú like kiểu này thì làm sao mà có video đề xuất được. Tớ tiêu channel em còn đó không? Tớ thôi em cào bàn phím tí cho nó sôi động cái đường like đi, cho nóng đường like. Chú ơi, có Minh Nguyễn, Minh Nguyễn là lúc vô là coi như làm rẹt rẹt, bây giờ Minh Nguyễn chắc cũng mới đi thăm nhà thăm ai rồi. Kênh du lịch còn một thùng, du lịch hai đang chào mọi người qua em thăm nhà đi. Đặng Thanh Toàn, vâng, Optical, hello chủ nhà. Vâng, rất hân hạnh chào Đặng Thanh Toàn. Đặng Thanh Toàn, vâng, Đặng Thanh Toàn Optical chào Sơn du lịch hai. Sơn du lịch hai, Đặng Thanh Toàn đã gửi lời thăm Sơn Kinh, Sơn du lịch. Sơn ơi, chào Sơn. Vâng, rất cảm ơn hân hạnh chào Đặng Thanh Toàn đã lần đầu tiên vào đường like của anh, thì anh cũng rất cảm ơn và cộng chào em năm mới sức khỏe thành công và hạnh phúc, thì để chúng ta coi như cũng có thêm một người người bạn mới, một người đồng hành mới trong cái năm Tân Sửu. Optical chào Sơn có du lịch. Vâng, cũng rất hân hạnh chào. Nói gì? Đó là những người mà họ viết trong này á. Ai nói gì anh nói anh, ai nói gì anh nói anh. Vâng, sao nói gì? Vâng, có người mới, đừng có bấm mất đi, để các chú bình luận đây nó mới ra đây. Đặng Thanh Toàn đã chào Sơn kênh du lịch. Vâng, rất cảm ơn em Đặng Thanh Toàn đã mới đến đường like của anh. Anh cũng rất gửi lời tri ân và cảm ơn em và cảm ơn các bạn đã vào hỗ trợ cái đường like của mình, thì mình cũng rất hân hạnh trong năm mới. Cái ai mới vô là họ bình luận là nó xuống cái đầu dưới cuối cùng nè, nó chạy chữ cuối cùng á. Họ vô họ bình luận là nó chạy xuống dưới nè. Đây là mới Sơn kênh du lịch hai là mới bình luận đây nè. Còn ai vô bình luận là có chữ đây. Bình luận là cho cái chữ thích vô đó nữa là nói à. Anh nói em cái gì à, nói em là có Đặng Thanh Toàn đã vào chào em đó. Đặng Thanh Toàn cũng mới vừa vào đường like của anh và cũng gửi lời chào Sơn Kinh du lịch. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã vào đường like. Công Thiên chào Sơn Kinh du lịch 2. Vâng,
Công Thiên cũng ở Buôn Ma Thuột á, thân như là trời. Công Thiên anh bữa anh ra anh quay chỗ ngã sáu anh cũng có biết được Công Thiên. Công Thiên quay cũng cũng đăng đăng hình như ngày nào cũng có đăng á, anh nói mới câu trước chào sơn cô du lịch. Vâng, Công Thiên em nói cái gì? Công Thiên làm cũng 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 xuyên đi quay. Vâng, rất cảm ơn Công Thiên đã vẫn còn trong đường like của anh, thì chúng ta cũng bỏ thời gian quý báu hỗ trợ nhau các bạn. Hỗ trợ nhau để chúng ta rút ngắn lại cho mình, cũng còn cái quãng đường nó cũng hơi dài đó các bạn. Vâng, cái quãng đường nó cũng còn hơi 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 xa xa. Chào Đặng Thanh Toàn, chào Công Thiên, Buôn Ma Thuột. Trải STV còn đó không? Trải STV ơi. Theo như anh nói, Đặng Công Thiên, Sơn Cơn Du Lịch. Vâng, cảm ơn Sơn Dư Sơn Cơn Du Lịch. Công Thiên chào Đặng Thanh Toàn Optical. Vâng, Công Thiên đã gửi lời chào Đặng Thanh Toàn. Công Thiên chào Đặng Thanh Toàn. Vâng, Sơn Cơ Du Lịch. Đặng Thanh Toàn chào Công Thiên Buôn Ma Thuột. Vâng, chào Đặng Thanh Toàn. Cuộc sống và sinh hoạt ở Canada đã gửi lời chào Đặng Thanh Toàn. Vâng, nói Sơn đó là có Công Thiên chào em kênh Sơn Du Lịch hay, nói gì đâu em. Công Thiên Buôn Ma Thuột đã gửi lời chào Sơn kênh Du Lịch hay nè. Anh nói là Công Thiên là anh cũng mới quen. Hôm bữa anh quay đường Hoa Ngã Sáu cũng mới quen Công Thiên. Bữa mùng 2 Tết á. Vâng. Chào cuộc sống sinh hoạt Công Thiên Buôn Ma Thuột. Hello. Vâng, Thọ Rồng đã gửi lời chào Công Thiên, Đặng Thanh Toàn. Chào Công Thiên Buôn Ma Thuột, kênh Đặng Công Thiên chào cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường. Công Thiên Buôn Ma Thuột, hello, Thọ Rồng, chào Công Thiên Buôn Ma Thuột, Sơn Cơ Du Lịch, cắt quạt đi, cắt quạt đi. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã vào đường live, thì mình cũng cố gắng hỗ trợ nhau các bạn, cố gắng hỗ trợ nhau về cũng vì cái km. Đặng cắt quạt đi, Sơn Ngư Duyệt nói là cắt quạt đi. Đặng Thanh Toàn có đi cô chào Thọ Rồng. Vâng, Đặng Thanh Toàn đã gửi lời chào bạn Thọ Rồng. Công Thiên Buôn Ma Thuột là hello. Đặng Thanh Toàn là chào cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường. Vâng. Sơn coi như ai nói em ăn cắp phim. Đâu có Sơn. Nói là cái kênh gì đây là bị xóa, chứ đâu có ai nói em. Bị xóa là anh lấy nội dung khác rồi bị xóa hết cái chú gì đây nè, chứ ai nói em đâu Sơn. Để anh coi lại cái tên gì đây nè, hỏi sao bị cắt kênh rồi. Chú nói là đây này, tế tiêu trên nồi nè, tế tiêu trên nồi cái đâu á, nói em đâu. Ý là nói cho em biết á, là tế tiêu trên đồ được view như vậy, cắt hết tắt quảng cáo được BKT rồi mà tắt quảng cáo luôn là tế tiêu channel đó, chứ đâu phải nói em đâu. Cuộc sống sinh hoạt tế tiêu cháu xóa hết video lên, trừ hết sạch luôn 4.000 giờ,
là tế tiêu trên đồ em kéo lên ở trên đó là anh nói tế tiêu á. Nên là tế tiêu có viết là tế tiêu cháu số hết vì dèo lên, cháu cháu số hết vì dèo lên trừ hết sạch 4.000 giờ luôn. Thì nói là bị thế nào rồi tế tiêu nói là có lấy nội dung của phim, thành ra là mới cắt hết kênh. Anh nói với em vậy chứ anh có nói em gì đâu. Nói là tế tiêu đó Sơn ơi, tế tiêu là nghe nó bị mới số kênh mới vô bình luận đó anh mới hỏi chứ đâu có nói gì em đâu. Tế tiêu chú cứ like kiểu này thì vâng. Chào các bạn, mình cào bàn phím để nói chuyện tâm sự ngày Tết đi các bạn ơi. Đinh Khang Vlog, vâng, rất hân hạnh chào Đinh Khanh đã vào đường like của mình, hình như cũng lần đầu tiên á, rất rất cảm ơn. Chào Đình Khanh, Đình Khanh, công xin chào Thọ Rồn, vâng, rất cảm ơn. Chào Đình Khanh đã vào. Sơn ý kênh của Tế Tiêu á, Sơn của Tế Tiêu á là bị cắt hết 4.000 giờ luôn á Sơn. Lý do là lấy phim của khác rồi lên coi như là đã BKT rồi mà bị cắt luôn. Cắt luôn không bao cho BKT mà số hết kênh luôn. Anh nói vậy với anh đã nói em gì đâu. Chào Công Thiên Buôn Ngoại Thuộc, chào Đình Khang Vlog, vâng, Đặng Thanh Toàn đã mới vào và chào Đình Khang Vlog. Chào Đình Khanh Vlog. Để em mấy cho anh. Em vâng, rất cảm ơn Sơn. Em để cho anh. Đình Khanh Vlog học chào cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường. Vâng, Đình Khanh mới vào và đã gửi lời chào cuộc sống sinh hoạt Canada Nguyễn Tường. Vâng, Nguyễn Tường đã gửi lời chào Đình Khanh. Đình Khanh chào Đặng Thanh Toàn. Vâng, Đình Khanh đã gửi lời chào Đặng Thanh Toàn. Vâng vâng, rất cảm ơn các bạn. Các bạn cũng chào nhau đi các bạn. Chào nhau năm mới để cho nó có cái tình thương mến thương của cái năm Tân Sửu. Chúng ta thêm được một người bạn cùng chung đường, chung cái chuyến hành trình của chúng ta, để chúng ta cũng hỗ trợ nhau, dìu nhau để đi cái quãng đường mà chúng ta cũng đang ôm ấp và cũng đang ao ước đến với một cái điểm đích. Nhưng mà cũng rất tiếc là cũng người có người còn còn ngắn, có người còn dài. Cho mình như mình thì mới có 3/4 các bạn. Vâng, mới đi được 3/4 thôi. Thành là thôi bây giờ chúng ta cũng cố gắng kiếm thêm một chút nữa, chứ còn không, nếu mà nói mình không cố gắng để mình lên đường like thì mình cứ kiếm một chỗ một ít đó các bạn. Ông bà xưa mình nói là tích thiếu thành đại, thì nó ít ít, nhưng mà cứ một chỗ một ít thì riết rồi nó cũng có thôi các bạn. Thành ra là mình cũng hôm Tết giờ thì mình mới like lần đây lần thứ hai các bạn ơi. Thứ hai mình nói là từ mùng 1 đến mùng 5 là mình cũng có cái việc, thành ra mình cũng không có lên đường like được. Mà bây giờ mình đi like hai lần thì cũng rất cảm ơn các bạn là cũng đến thăm nhau. Thì từ đây đi thì cũng công việc nó cũng ổn định rồi, nó không có gì hết. Thì các bạn nếu có like thì mình cũng sẵn sàng đến thăm nhau, hay là nếu không like thì mình cũng đến thăm nhà các bạn để chúng ta cùng hỗ trợ nhau là cái bước đường mà chúng ta cùng đồng hành, cùng đồng chuyến, cùng đồng thuyền, cùng chí hướng. Vâng, hốt khánh rồi. Sơn hốt khánh rồi. Vâng, có khánh rồi mới vào à, xin lỗi mình. Hốt khánh rồi à, Đình Khanh là hốt khánh rồi. Ý là Đình Sơn kênh du lịch 2 có đến nhà Đình Khanh rồi. Vâng,
có nhà Đình Khanh rồi, đã thăm Đình Khanh rồi đó. Sơn có du lịch đã mới đến thăm nhà Đình Khanh. Thì chúng ta có gì đó cũng từ từ thăm lại các bạn. Cũng qua 24 tiếng chúng ta đi thăm lại nhau để cho nó có, nó chắc chắn. Bạn gì hồi nãy nói là bị mất cơn, hình như là quên. Trái STV còn đó không em ơi? Em viết cái gì cho nó bình luận đi cho nó vui cái đường like đi em. Viết một hai cái gì thì cho nó ấm đường like đi. Minh Nguyễn ơi, Minh Nguyễn bình luận đi. Cuộc sống sinh hoạt Canada, bạn viết một câu chào xuân đi. Cuộc sống sinh hoạt Canada Nguyễn Tường ơi. Đình Khanh Vlog hello. Vâng, Sơn coi như lịch Hốt Khánh rồi. Vâng, viết một cái câu chúc xuân đi. Cuộc sống sinh hoạt ở Canada Nguyễn Tường ơi. Đình Khanh, dạ em cảm ơn Sơn du lịch hai hôm sau. Vâng, Đình Sơn đã cảm ơn Đình Khanh cảm ơn Sơn du lịch đã ý là thăm hỏi nhau rồi. Đình Khanh Vlog, dạ cảm ơn anh Sơn kênh du lịch hai hôm sau anh mình tới nhé. Đình Khanh Vlog đã chào Thọ Rôm. Đình Khanh chào Thọ Rôm. Giờ này hình như mắt cũng yếu các bạn. Yếu để nhìn cái hình của Đình Khanh cho nó rõ rõ để mình cũng còn nhớ cái kênh của Đình Khanh, mà mắt giờ thấy nó cũng có vẻ hơi. Đặng Thanh Toàn ít tùy cô chào Đình Khanh Vlog. Đình Khanh chào Công Thiên Buôn Ma Thuột. Cái trước các bạn, cái trước đó mình coi cái hình, mấy hình để mình nhớ các bạn. Mình rà lại cái hình để mình nhớ, sau này mình các bạn đến đó là mình nhìn cái hình mình nhớ liền. Vâng, các bạn tham gia với các bạn, cào bằng phím để tham gia một tí cho nó ấm cái đường like mình thì các bạn cho ấm chút đi, chú hoan hỷ tại mấy ngày nay có cái mình đang kiểm tra lại mấy cái hình cá nhân, các bạn, hình kênh đấy các bạn, để mình nhớ mình cũng còn ít tờ và suy ngẫm. Happy New Year. Ít tờ em còn đó không à? Ít tờ ơi. Vâng, rất hân hạnh các bạn đã đến với đường live của Thanh Long. Thì mình cũng chúc mừng năm mới trâu vàng. Chúc mừng anh chị họ hàng y tê. Chúc mừng đủ sức đủ giờ. Chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, cái lá cờ tút bơ nhà mạng nó cũng đã cho ta một cái cây du tút bơ. Thì chúng ta cũng đồng hành, đồng tịch, đồng sàng. Để chúng ta cùng tưới cây YouTuber cho nó thêm trái các bạn. Thêm trái. Vâng, dạ cảm ơn kênh Chu Lịch 2 hôm sau tới. Đình Khanh Vlog đã chào Thọ Rồn. Sơn có du lịch ở nhà. Sơn ở nhà, cuộc sống Canada bị bánh rán, ăn bánh rán. Vâng, Sơn đến nhà của cuộc sống thì coi như tuyệt vời hết Sơn ơi. Đúng rồi, mình cũng cảm ơn cuộc sống sinh hoạt Canada đã bao bánh rán cho Sơn kênh du lịch.
Vâng, Đình Khanh Vlog, bye bye cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường. Vâng, chúng ta cào một chút các bạn, mình cho mình cào một chút để cho nó mình dễ chào đi các bạn ơi. Cái này nó bị anh nói cái nhà mạng anh cho ta cái YouTube thôi, kệ chúng ta cũng cố gắng các bạn. Cố gắng cũng có nhiều cái nó cũng vấp ngã, nhưng mà nó vấp ngã chúng ta đứng dậy chúng ta đi tiếp, và cũng có đến lúc mà chúng ta vấp ngã thì chúng ta học hỏi được một cái gì đó các bạn. Rất rất nhiều cái mà để chúng ta trưởng thành. Cái sự vấp ngã cho nó cũng là một cái bài học để chúng ta còn trưởng thành và còn thăng tiến. Vâng, chính xác là còn trưởng thành và thăng tiến để chúng ta bước tiếp một cái con đường dài mà nhà mạng đã cho ta ưu ái. Thôi, chính xác là nhà mạng đã ưu ái cho ta cái kênh YouTube để chúng ta cũng cùng đồng tưới tắm, đồng chăm sóc để mà chúng ta lấy cái lọc, cái trái, cái quả các bạn. Vâng, cái lọc, cái trái, cái quả để chúng ta cùng thưởng thức cái mùi vị của cái trái YouTuber mà nhà mạng đã cho ta. Vâng, chính xác là cái trái YouTuber mà mình ai cũng ao ước hết. Thực tế chúng ta phải đủ một cái thời gian nào đó để chúng ta mới nhìn được cái trái đó các bạn. Vâng, đủ cái thời gian đó chúng ta mới nhìn được, mới hái được cái quả, cái thành cái quả của nó. Chứ mà thực tế chúng ta mà nói nếu mà không đi đến đúng cái quãng đường hết, đúng đến cái quãng đường đó thì chúng ta không hái được. Mà chúng ta phải đến một cái quãng đường đó thì chúng ta mới có cái hết được hết cái quãng đường mà nhà mạng đã cấp cho ta, thì sẵn sàng chúng ta lại hướng được cái lọc đó. Cái lọc của cái kênh YouTube mà nhà mạng đã cho ta. Vâng, các bạn bạn viết thêm chút nữa các bạn ơi. Đình Khanh, bye bye cuộc sống sinh hoạt Canada. Vâng, vâng, rất rất cảm ơn các bạn. Mình cũng xin nói thêm chút nữa các bạn ơi. Thân chúc gần xa bạn gần xa, anh em YouTube mãi chung nhà. Xuân đến Thanh Long thân cầu chúc giao lưu tình bạn. Tân Sửu đến rồi chúc cạn ly, có tình có nghĩa có cố tri. Tết đến Thanh Long xin cầu chúc giao lưu tình bạn mãi khắc ghi. Vâng, chúng ta cũng giao lưu nhau, chúng ta cũng thăm nhau để mà chúng ta cùng chúc cái mừng năm Tân Sửu đến tất cả chúng ta đều cũng muốn có một cái lộc cái tài của cái năm con trâu. Vâng, đường Sơn viết gì đi Sơn ơi. Vâng, các bạn biết gì để cho mình thấy mình chào hỏi đi các bạn. Đường Lai bạn đến thăm nhà. Vâng, Đình Khanh Vlog, bye bye cuộc sống sinh hoạt ở Canada, Nguyễn Tường. Chào bạn, tạm biệt, chú con đi tương tác với. Vâng, 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 rất là cảm ơn Đình Khanh đã, Đình Khanh Vlog, chào tạm biệt chú con tương tác, anh chị trả lễ. Đây, hẹn gặp lại. Vâng, kênh du lịch đang ăn bánh rán mà kêu. Vâng,
Thì khách cuộc sống sinh hoạt Canada đã mời em qua nhà ăn bánh rán, mà thấy em đến ở lâu quá đi, thành anh mới kêu chứ sao. Đang ăn bánh rán mà kêu. Bánh rán làm bằng bột gì à, Sơn? Làm bằng bột mì hay là bột gạo đó? Ngon quá, giờ này trời lạnh lạnh đây mà ăn bánh rán thì quá tuyệt vời rồi. Ở Đắk Lắk bên đây lạnh lắm các bạn ơi. Bây giờ mình do ở trong nhà chứ còn ra ngoài đường là nãy giờ mình mặc áo lạnh rồi đó. Mà khoảng 9 giờ là phải đắp chăn đó các bạn. 9 giờ là đắp chăn chứ không là tới sáng là còn như cũng chăn luôn chứ không, càng sáng càng lạnh. À, bột nếp, Sơn đi địch ăn bánh rán mà kêu. Chào bạn tạm biệt, qua là bột nếp. Đúng rồi, bánh rán mà bánh rán làm bột nếp thì quá ngon rồi. Có đường không Sơn? Làm bánh rán làm có đường phải không? Mình nghe nói là bánh rán tắm bia rán nó vẫn ngon. Và mới làm, bột nếp mới làm. Nghe họ nói họ rán rồi, họ lăn rồi, họ tắm bột rồi, họ mới bỏ vô họ chiên là nó thơm với mùi á. Cảm ơn Đặng Thanh Toàn Optical, mình ghé bạn sau nhé. Vâng, Công Thiên Buôn Ma Thuột. Vâng, Công Thiên Buôn Ma Thuột đã mới đến nhà của Đặng Thanh Toàn. Vâng. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã đến thăm nhau. Công Thiên Buôn Ma Thuột cảm ơn Đặng Thanh Toàn Optical. Mình ghé bạn sau nhé. À vâng vâng. Đặng Thanh Toàn đã đến thăm Công Thiên, thì Thông Thiên đấy là để mấy bữa nữa Công Thiên sẽ đến qua ghé lại thăm nhà của Đặng Thanh Toàn. Sơn còn bánh tráng đó không Sơn? Hôm bữa mời chú các cô với Công Thiên, vâng, một chút nữa tôi giữ gửi cho, vâng. Bữa chú xem cháu xuống như cái chùa của chùa nào đó cũng ấy dưới Hồ Thắng á. Rồi có qua E Cao chú cũng có xem. Rồi đi xuống nhà bà nội chú cũng có xem. Đi xem ba chỗ là vô cái chùa đó thấy cháu xách một mớ nhang là cháu vô chú đốt nó rồi ra nói chuyện với mấy bà sư đó, rồi hình như mấy bà sư có lì xì hay sao đó, mấy bà sư cô có lì xì. Cảm ơn Đặng Thanh Toàn Optical, mình ghé bạn sau nhé, chút một chút nữa gửi cho. Đang nhộn bột. Vâng, Sơn đang nhào bột làm tiếp bánh bánh rán nữa phải không? Thấy Công Thiên quay cũng hay đó. Nói chung là mọi lúc mọi nơi, thấy chỗ nào Công Thiên cũng đi hết. Thì đúng ra làm cái này phải siêng. Bữa thấy Công Thiên đi E Cao, có thằng cháu nhỏ nhỏ nào đó, nó dẫn đi quay vườn Bách Thu Lệ ở trong E Cao. Xuống dưới cà rông bông là quay bò, rồi quay cánh cà rông bông, rồi quay trên đường đi cà rông bông. Bữa mùng mấy đó mà trên đường thấy nó cũng vắng. Xuống dưới cái chùa đó, mà chùa thấy cũng chùa thì rộng, đất thì rộng nhưng mà chùa thì nhỏ, cũng thờ nhiều tượng Phật Quan Âm. Công Thiên quay thấy cũng diễn đó, quay cũng đẹp, hình ảnh sắc nét. Bữa nào các bạn Công Thiên có đi hang động Sơ Bảy không? Có một người đang rủ mình đây mà có Công Thiên có đi không? Bữa nào có gì đó chú cháu mình đi hang Sơ Bảy, Công Thiên ơi. Chú Sơ 1, Sơ 2, Sơ 3, Sơ 4, Sơ 5, Sơ 6 là đi hết rồi. Nhưng mà Sơ 7 thì chưa đi. Muốn ao ước mà phải đi đến cái Sơ 7 nhưng mà chưa tìm ra. Tại vì nó xuống bằng dây các bạn. Nó xuống bằng dây mà cũng đang bị cái con COVID này không biết là có đi được hay không. Đang nhộn bột, nhộn bột. Công Thiên có đi hang Sơ Bảy không Công Thiên?
Nếu mà đi bữa nào khoảng 10 ngày nữa mình ấy thì có ăn không cũng khuya. Vâng đúng rồi, cái đó phải ráng đi nữa này nọ, nó cũng phải có lâu á, có ăn không cũng cũng phải khuya mới 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 ăn được. Trộn bột, nhào bột, gọi là nhào bột xong rồi là cho nó déo đi, rồi bắt đầu mới đem ra lăn lăn, rồi phải lăn tròn đi, rồi bắt đầu mới bó vô dầu nóng, rồi bắt đầu mới bó lên chiên. Chiên ra là coi như phải có tí bia nữa là coi như ngồi ngồi nói chuyện cũng được, à phải không Sơn à? Vâng, rất cảm ơn các bạn cũng đã ghé vào đường. Dạ bữa nào đi hú cháu nếu cháu rảnh. Vâng, không cái này cậu không nói rảnh, không nói rảnh cháu. Cái này phải đi với mình ở đây mà nói không đi là không được. Tại vì nó ở cách mình cũng 40 cây mà cháu thấy cũng đi nhiều nhiều chỗ, như bữa đi Cà Rông Bông thì cũng 50 cây rồi, nhưng mà đi về Hà Nội thì mình không nói. Nhưng mà cái hang động Sơ Bế đây mà không quay là chú thấy phí quá. Tại vì nó quá đẹp đi, chú coi các video của các bạn thì quá đẹp đi. Mà người ta ở xa họ về mà mình ở đây cách cũng 40 cây số mà mình không tới để mà chiêm ngưỡng cái cảnh đó thì quá phí, quá uổng cái hang động đó, mình không xuống được không là không được. Bây giờ bên UNESCO đã công nhận là hang động núi lửa toàn cầu rồi. Mới ký quyết định ngày 24 tháng 11 năm 2020 thì buộc mình phải đi để mà xuống biết cái hang động đó. Chứ còn những cái hang mà 6C1 thì cũng có người tiền sử chết thì chú cũng có đi rồi. Một mình chui vô đó, hồi đó vô là không biết là có người chết cái đó. Mà sau gặp cái ông tiến sĩ kia, ông nói là ông đưa ra hình ảnh này nọ mình mới mới biết là trong đó có người chết. Chứ còn hồi mình đi giữa trưa các bạn, vô giữa trưa quay vô một đoạn rồi bắt đầu phải lui ra lại, lui ra lại còn đến 1 giờ là bắt đầu vô lại lần thứ hai. Mà mình không sợ gì mà sợ trăng thôi, sợ trăng với rắn hôm đó là coi nó vồ thôi. Chứ còn nữa là cái chuyện mà nói thế này thế nọ thì cái đó mình không nói, nhưng mà cái sợ trăng với rắn á, nó mà ở trong trong đá, tại vì đá trên 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 ở trên hang động nó rớt xuống các bạn, có viên 1-2 tấn, có viên 5-7 tấn gì đó. Nó trong cái thời gian cái vồ mà nó cái sự kết cấu nó hết, nó ít đi á, bị động đất, bị sấm chớp gì đó là nó nhả, nó rớt xuống, nó nằm đóng đóng ở dưới á. Mình sợ trong thời gian họ đốt rừng hay là mưa bão gì đó là nó chui vô đó, nó làm tổ, nó ở dưới đó. Mình vô nếu 2 người thì nó cũng còn có cái sự mà để mà hỗ trợ nhau, nhưng mà rất tiếc mình đi có một mình các bạn. Ở đợt đó nói chung mình cũng rất ấu. Vâng, bữa nào rảnh hú cháu, nếu cháu rảnh già mà sợ trăng. Không, con trăng nó không có nghĩ già trẻ gì hết. Con bò nó không chơi, con nai nó không chơi, còn con người thì ăn thua gì đâu. Nó làm nguyên con bò, nó làm nguyên con nai luôn. Mà mình xuống đó nói chung thực tế là sợ trăng nhất, trăng với rắn. Rắn trăng thì nó đớp thì thôi, chắc cái lẽ của cũng khó mà chống cự nó được. Nếu mà trăng nhỏ nhỏ thì em nói cho, nếu mà con trăng mà con đồng cái với mình đó là chắc cái lẽ coi như cũng khó khó mà cưỡng lại nó đó. Thành ra cái đợt này đi phải đi 2 người, chứ còn đi 1 người nữa thì như cái đi cái đợt trước chú đó nguy hiểm quá, leo lên là trên hang động núi lửa là lăn đá luôn, nó chạy cù 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 luôn, mà cực chân của nó là mình cũng chạy như nó, là coi như bữa đó chú đi cũng có một mình luôn. Đi lên trên hang miệng núi lửa đó là đi 2 lần mà cũng đi có một mình luôn các bạn. Cái đợt đó nói chung mình cũng cũng ấu, mà nói thật tình cũng ấu mới có những cái video như vậy. Chứ tìm người thì khó quá, tìm người không không ra. Bây giờ này cái hang Sơ Bế này lý do xuống mình dây, thành ra là mình phải có người hỗ trợ. Mà dây đây là nhà nước họ làm chứ không phải dây của mình các bạn. Xuống mình thang á, nhà nước có chuẩn bị có đồ bảo hộ đường hoàng, thành ra là mình mới để mình coi lại. Thứ hai chào Niếm à, Hiên Blog, Hiên Blog, vâng rất cảm ơn Hiên Blog đã vào đường like của mình. Chào chú, chúc chú luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Vâng, rất cảm ơn Hiên Blog đã lần đầu tiên
vào đường lai thì năm mới mình cũng xin chúc Hiên và Lộc năm mới thắng lợi mới và gặt hái nhiều thành công. Thì mình cũng xin chúc Hiên và Lộc mới vào với các bạn là chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, xin hân hạnh chào Hiên và Lộc đã vào đường lai. Thì Hiên thăm bạn đi Hiên ơi, cũng chào hỏi một chút để chúng ta cũng là anh em một nhà. Vâng, gọi là anh em một nhà đây. Chúc mừng anh chị họ hàng tút bơ, cái người làm tút bơ cũng là anh chị hết, cũng là em út, cũng là họ hàng hết. Tại sao? Tại vì chúng ta cũng đồng một chí hướng, đồng một đường đi, đồng một ước mơ. Thì đi chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, thì mình cũng có làm mấy Hiên chào mọi người buổi tối vui vẻ nhé, chào chủ nhà, chúc chú luôn thành công trong cuộc sống nhé. Vâng, mình đến thăm nhau và thăm nhau đi các bạn. Cái đó là chị cái này. À, đây này, mới chú mới vào nè. Đến hối thăm nhau cái năm mới đi Hiên và Lộc ơi. Thăm nhau còn cũng còn mấy bạn trong đường lai để mình thăm nhau cho nó năm mới cũng có thêm người bạn mới trong năm Tân Sửu. Chúng ta cũng thăm hỏi nhau và cũng đến xem kênh nhau để cho biết là các bạn làm để mình cũng có thể học hỏi với nhau, tìm những cái hay của các bạn để chúng ta cũng cùng đến một điểm đích của cộng đồng YouTube đã cho ta một cái sân chơi trí tuệ mà chúng ta ai cũng ao ước muốn đi đến một cái kết quả thành công. Nhưng mà rất tiếc nói thật tình là cũng chưa các bạn. Mình cũng gắng hết sức nhưng mà cũng còn một quãng đường cũng rất dài. Thực tình là gắng rất nhiều. Như lúc nãy mình nói với các bạn, leo lên núi lửa có một mình, chui trong hang động có người tiền sử ở dưới đó, chết dưới đó cũng đi một mình. Cháu chào chú Thanh Long Vlog. Vâng, rất hân hạnh cảm ơn Nheo Nheo đã mới vào đường live. Nheo Nheo và Hiên Vlog cũng mới vào, thì rất cảm ơn Nheo Nheo đã bỏ thời gian vào thăm xuân với kênh của mình. Chào Hiên Vlog. Vâng, Nheo Nheo đã gửi lời chào Hiên Vlog. Cảm ơn các bạn đã vào thăm xuân mới của cái kênh Thành Long. Thì mình cũng gửi Nheo Nheo là chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ sức đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tút bơ. Vâng, Nheo Nheo chào Sơn Kênh Du Lịch. Vâng, Nheo Nheo chào Hiên Vlog. Nheo Nheo chào chú Thanh Long Vlog. Hiên Vlog chào mọi người buổi tối vui vẻ. Vâng, chúng ta thăm hỏi nhau để năm mới có người bạn mới các bạn, có người bạn cùng bạn tri ân, có người bạn mới và có người bạn đồng hành, gọi là người bạn đồng hành. Mình cũng muốn các bạn nào mà có muốn đi hang động sơ bảy của công thiên Buôn Ma Thuột, cảm ơn Thọ Rồm nhé, bữa mai mình ghé bạn. Vâng, công thiên lúc nãy giờ cũng rất còn trong đường lai, công thiên cũng hơi lâu đó. Vâng, chú cũng rất cảm ơn công thiên và rất cảm ơn các bạn đã về hỗ trợ cái đường lai của Thanh Long. Thì nói thật ra thì nói cái đoạn đường mình nó cũng còn hơi dài, thành ra mình cũng nó cũng hơi ít các bạn, các bạn cũng ít trong đường lai. Nhưng mà thôi thì mình cứ Hiên và Lộc chào bạn Nheo Nheo TV, bạn Nheo Nheo TV. Còn nó cũng còn cái thời gian nó cũng còn hơi dài, thành ra mình cũng thôi cứ tích thiếu thành đại các bạn. Mình kiếm một thứ chút một ít, một chút một ít thì chắc cái lẽ nó cũng tới, nhưng mà nó chậm một chút. Tại sao? Tại vì nói cho cái sức khỏe của người nó cũng có, mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng phải đi các bạn, phải đi cho nó đến đích, chứ không là không phải là nản chí gì hết. Nhưng mà
nó chậm quá thì thôi cứ cứ chậm là tao cũng gắn đi chậm, vâng chậm ta gắn đi chậm. Chào công thiên Buôn Ma Thuột, chào hiên công thiên Buôn Ma Thuột đã gửi lời chào hiên Bà Lóc. Vâng, công thiên cũng được gần gần 700 DK rồi các bạn, gần 700 rồi, nhưng mà công thiên cũng xuyên quay lắm, ngày nào công thiên cũng cũng đăng hết á, thì chúng ta lên thăm hỏi nhau các bạn. Công thiên cũng là người Buôn Ma Thuột, mình cũng mới gặp công thiên cái ngày Tết này, ngày Tết này đi quay vô tình gặp công thiên ở tại ngã sáu thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk thì mới quen nhau. Vâng, công thiên thì cũng công việc, nhưng mà cũng công việc tư tư thôi, thành ra là công thiên rất xuyên đi quay. Vâng, rất xuyên đi quay, thành ra ngày nào cũng có video để đăng. Nhiều nhiều chào công thiên Buôn Ma Thuột. Vâng, công thiên ở nhà cách cả sáu cũng 1-2 cây rồi các bạn, cách trung tâm là sáu 1-2 cây thôi. Bệnh nhi sơ sinh đầu tiên mắc Covid. Bữa mai mình ghé bạn. Vâng, Hiên Vlog chào bạn Nhiêu Nhiêu TV. Công Thiên chào Hiên Vlog Nhiêu Nhiêu TV. Chào Công Thiên Buôn Ma Thuột. Sơn con du lịch chiên bánh xong chưa Sơn ơi? Bánh rán đó, bánh rán bột nếp mới làm. Cảm ơn Đặng Thanh Toàn Otigo ghé mình bạn sao nhé, ghé bạn sao nhé. Vâng, chào Công Thiên đã gửi lời chào Sơn Cơ Du Lịch đã chào nheo nheo. Vâng, bánh rán xong vừa đã đem ra mời các bạn đi Sơn ơi. Nghe nữa nãy giờ nặng bột mà không biết là rán xong chưa, không biết. Em ráng thưa nó có sao chưa bay, nghe bay mùi gì hết Sơn ơi. Lên lứa chưa mà ở đây anh không nghe mùi. Gửi anh đừng có nhiều, vài ký thôi. Nếu mà 1 ký bánh ráng thì chắc lẽ cũng 20 cái gì đó. 20 cái, 2 ký là cũng 40 cái chứ đừng có nhiều chi. Anh ăn cũng hết rồi. Chưa ăn à, thì đó anh anh chưa nghe mùi thơm mà sao ăn được, phải nghe cái mùi thơm là nó mới lên lứa chứ, đây em còn đang nhào bột mà làm sao mà ăn được. Lên lứa đi, lên lứa đi, cầm ra dơ cái cũng được. Gửi anh khoảng 2 ký thôi, 2 ký bánh bánh rán thì khoảng 40 cái chứ không có nhiều đâu. Em làm 50 cái gửi anh 40 cái, còn để nhà em ăn 10 cái thôi. Ghê rồi, gọi là tình thương mến thương, mình ăn thì nó hết cho người ta ăn nó còn. Nhớ Sơn. Em gửi cho anh 40 cái thôi Sơn ơi. Nhiều nhiều à, được được BKT chưa nhiều nhiều ơi, cho chú biết lâu quá rồi mà không biết là cháu được 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 BKT, nó nói cho chúng mừng đi. Sơn Du Lịch nhiều nhiều chào bạn Công Thiên. Thưa Sơn chào chưa ăn. Vâng, hello Sơn. Eri Chi Nai à, rất hân hạnh chào Chi Nai đã mới vào à. Hello. Chào Sơn Kinh Du Lịch à, rất cảm ơn Chi Nai đã mới vào đường live của mình. Mình cũng xin hân hạnh và gửi lời chúc năm mới với Chi là Nai nhiều thành công, nhiều sức khỏe và nhiều
tài lộc. Vâng, nhiều thành công, nhiều sức khỏe và nhiều tài lộc và chi nhai nhé. Vâng, Võ Kim Anh đã chào các bạn. Vâng, rất hân hạnh chào Võ Kim Anh. Chú Ca ơi. Nè. Viết cái này nè. Viết cái này là gửi đây là ra nè. Đó, My viết cái này nè. Cái đây của con, cái này cũng viết cái này nè. Bấm cái này, viết cái này. Thì viết viết chào, viết như đó thôi. Viết ngày đó là bấm đưa đây cho ông nội chứ đi đâu. Đâu rồi, đó. Thì tự viết gì đó, viết chào chú cũng được. Viết chào chú cũng được, chào bác cũng được là được rồi. Vâng, thì hôm nay chào các bạn, mình cũng chúc cái đang mới nói chuyện với Vương Cháu. Chúc mừng năm mới trâu vàng, chúc mừng anh chị họ hàng y tế, chúc mừng đủ súp đủ giờ, chúc mừng nhận được lá cờ tuốt bơ. Vâng, xin chúc tất cả các bạn này nhận được những cái thành quả của chú tuốt bơ mà chúng ta đều ao ước nha các bạn. Vâng, chào Nheo Gieo mới vào bạn... cho mình một cái sơn móng tay với bạn nói gì đi Nheo Nheo ơi. Được chưa? Ok, gửi rồi. Đó. Ông quay clip hay quá. Đó, vâng, chào Võ Anh Thư đã gửi lời. Ông quay clip hay quá. Ở đây là không có nói ông quay clip hay quá mà ông đang phát trực tiếp, đăng lại trực tiếp nên là chào tất cả các chú, các bác gì đó. Đây nè, những người hôm nay là chào tất cả những người trong này. Chào, cho mình ở đây thấy clip quay đâu? Qua chị Na Sơn Móng Tay. Vâng, à mới qua chị Na, chị Na hả? Đúng rồi, à đúng rồi, mới qua chị Na thăm hỏi. À, Sơn cơ du lịch mới qua China đó, China ơi. Mình để chờ China ra một tí nữa. Hiên, vâng, chào các bạn. Mình lúc nãy giờ mình quên cấp việc khó đi các bạn. Các bạn viết một bình luận gì đi để mình cấp cho các bạn một cái việc khó. Rồi sau này các bạn vào là mình biết các bạn đã đến thăm mình rồi á. Cái việc khó nó cũng gọi là cái thân tình thương, mến thương để chúng ta cũng có một cái tình cảm mà giống như là người trong nhà vậy. Vâng, mình trước mình không biết đường cấp các bạn, nhưng mà sau này thì cũng có học một chút là bây giờ cũng cấp được rồi. Đó, vâng, Sơn cơ du lịch, Sơn móng tay, Nheo Nheo. Vâng, cảm ơn mình sẽ cấp cho Nheo Nheo một cái bóp khó. Vâng, quay clip hay quá. Vâng, Nheo Nheo chào Võ Anh Thư, Sơn cơ du lịch. Nên là tôi thấu vâng, mình cho các bạn có gì bình luận chút để mình ra mình cấp thêm cái chiếc chìa khóa ra để cho nó gọi là có cái tình cảm trong gia đình các bạn. Vâng, cái tình cảm nhiều nhiều rồi, cái du lịch của anh Thư, Võ Kim Anh. Vâng, Nheo Nheo TV chào Võ Anh Thư. Thấy không, Nheo Nheo TV chào Võ Anh Thư đó. Đâu đâu rồi. Chào mừng các bạn đến. Vâng, Võ Anh Thư, ông quay clip hay quá. Võ Kim Anh, Nheo Nheo TV.
Trong đây có nè. Bất cả. Ừ. Chào mừng mẹ đến cuộc trò chuyện. Rồi con đứng gì nữa chứ đừng có cho thấy mặt. Tại vì không cho con nít vào con này á. Kênh ông làm kênh người lớn á, thành ra cũng đứng vậy được rồi chứ đừng 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 có ra mặt. Đừng có ra mặt là bên nhà mẹ họ cũng cho con nít vào á. À, đứng vậy là được, họ không thấy mặt á. Nhưng mà thấy cái mặt đó là nhà mẹ họ không có thích. Vâng, rất là cảm ơn, chào các bạn trong đường live, mình cũng xin mấy phút nữa các bạn. Vâng, nếu các bạn nào còn thì mình cho mình biết để mình cũng còn nói chuyện hối hàng tí các bạn ơi. Thân chốc xa gần, bạn gần xa, anh em YouTube mãi chung nhà, giao lưu quý nhớ, tình thân ái, lời chúc ân tình, quý thiết tha, vâng. Lời chúc thân thương, lời chúc tình cảm. Cái đó là phải kéo như nè. Cái đó lâu rồi. Đó. Lời chúc thân thương, lời chúc tình cảm, lời chúc đầu năm mới. Mong tất cả chúng ta cũng có một cái bước đường mà trong 365 ngày để chúng ta thành công các bạn. Vâng, 365 ngày để chúng ta thành công, để chúng ta cũng như có một cái lọc, gọi là cái lọc trong năm, và nó sẽ phát triển trong năm để chúng ta cũng gánh vác cả gia đình, vẫn gánh vác cuộc sống, mà chúng ta cũng có một cái số dư nào đó. Vâng, tất cả chúng ta cũng đều mong muốn là cái trong một năm cái thành quả của những trong một năm nó cũng có cái sự phát triển. Vâng. Sơn làm bánh cam bánh xong chưa, cho anh xin mấy cái đi Sơn. Sơn ơi. Đừng cho vô nhà bạn họ không chịu á. Nó hư cơ đông nội á, tại vì không cơ đông nội là không có cho người trẻ vào, cũng cho dưới 18 tuổi á. Và ông quay Sơn nhà nhiêu nhiêu ăn Tết gà nhiều. Sơn kênh du lịch mới đi thăm nhà nhiêu nhiêu rồi, gà nhiều quá luôn. Sơn mới nói là đi nhà nhiêu nhiêu ăn Tết gà nhiều lắm. Vâng, có xin được con nào không Sơn ơi? Có Sơn nhiêu nhiêu, có xin nhiêu nhiêu được con nào không? Có gì đó mình mai mốt mình đến thăm nhau rồi mình tâm sự với nhau đầu năm đi. Thôi đừng quyết mình bạn nhiều Suka, thôi được rồi. Quyết mình bậy họ cũng cho. Vâng, rất cảm ơn các bạn à. Vâng, ông quay clip hay quá. Coi chương lịch nhà nheo nheo ăn tách gà nhiều. Đừng có đớ mặt vô. Đớ mặt vô nhà bạn họ không cho. Mặt bên ông bà ơi. Cái gì? Sạc bên. Cái nào? Này. Cái này ông nội mới sạc cái này. Để gắp cái này cho nãy giờ quên gắp cái này rồi. Nãy giờ cũng không lâu rồi. À vâng, rất là đừng có dồn vào trong này. Không cho. Này là cơn đóng không mấy. Họ không có cho đâu. Vâng, xin mời các bạn. Cái người à vâng, Chi Nai, vâng, cảm ơn Chi Nai đã cho một trái tim với cho bốn cái hoa hồng luôn. Vâng, rất cảm ơn Chi Nai. Dạ, kênh du lịch Hi Hi. Chi Nai chắc là lẽ cũng mới đi thăm một cái nhà nào đó. Vâng, hái hoa hồng về biếu cho chủ nhà. Vâng, rất cảm ơn Chi Nai đã gửi bốn đô hoa hồng cho chủ nhà. Cũng cảm ơn chị Nai. Và hình như Sơn cư dân du lịch mới đi qua chị Nai chơi.
Dạ, Sơn Cương Du Lịch Hi Hi, nheo nheo, chào Sơn Cương Du Lịch. Chi Nai kính đến thăm nhà các bạn đây, Chi Nai ơi. Có tình có nghĩa có cố tri. Thôi lên đi. Vâng, rất hân hạnh cảm ơn các bạn và dạ chị Sơn, dạ chị Sơn Con Du Lịch, chị Hi Hi Nheo Nheo. Dạ chị Sơn Con Du Lịch, chị Heo Heo. Vâng, xin lỗi là Nheo Nheo ơi. Sơn Con Du Lịch đó là nam chứ không phải nữ, nhưng mà lấy cái hình vợ. Vâng, lấy hình vợ chứ không phải là Sơn Cương Du Lịch đó là nam đó. Nhưng mà lấy hình vợ chứ không phải là chị đâu. Dạ chị Sơn Du Lịch, chị Hi Hi Chi Nai. Chi Nai bấy người đang xem, vâng. Cái bấy tại Chi Nai ơi. Rất ấy mình cũng mới làm cái Chi Nai cũng có ít bạn lắm, cũng rất Chi Nai cũng rất cảm thông cảm mình cho mình cũng hôm Tết giờ nói chung mà hôm bữa mình có làm cái bữa trước là được 15 người xem đó các bạn, cao nhất là 15 người xem, bữa đó sao không biết là mình cấp vừa phó cái nó mất hết luôn. Và bây giờ coi như là từ hôm Tết giờ mình cũng mất đó. Vâng, mình cũng bị bận là hết 5 ngày từ mùng 1 đến mùng 5 là mình không có đến thăm ai nữa hết. Thành ra là nó cũng hơi vắng. Vâng, Chi Nai đỡ hơn mình không có ai ha. Vâng vâng đó. Thì chào Nheo Nheo, vâng. Chi Nai chừng nào mà ấy thì Chi Nai cũng cũng đã phát rồi, thì bữa nào có gì đó mình sẽ đến thăm Chi Nai. Chứ thực tế ra mình không biết, chứ mình biết là mình cũng đến thôi. Vâng, Chi Nai đỡ hơn mình không có ai. Chi Nai chào Nheo Nheo, mình thăm bạn nhé. Khi nào, vâng, mình thăm bạn nhé. Khi nào rảnh vào thăm mình nhé Nheo Nheo. Vâng, Chi Nai đã gửi lời cảm ơn Nheo Nheo, và lúc nào rảnh thì đến Chi Nai mời nước. Tại vì nói cái này thì mình cũng thường xuyên các bạn, cũng thường xuyên đến thăm nhà các bạn người ta rồi người ta mới đến, cho thực tế mình vắng một thời gian là nó các bạn cũng không phải quên, nhưng mà các bạn không biết á. Các bạn không biết thành ra nó cũng vắng. Thôi mình cái like này cho nó cũng đúng rằng tuần mấy lần hay mấy giờ gì đó, nó cũng là một cái hay đó các bạn. Nhưng mà mình cứ nó rảnh đâu mình làm đó, thì thành ra các bạn không biết. Các bạn không biết. Và thứ hai nữa, cái đường like mình nó nhỏ quá. Những cái đường like lớn họ thấy thì họ cũng đi thăm những cái đường like lớn hết, cho họ cũng ít đến cái đường like nhỏ như mình. Thì thôi, chúng ta kể cái đường lai nhỏ thì mình cũng là những người bạn thôi, nhưng cũng mới làm để mà chúng ta hỗ trợ. Chứ còn những cái đường lai lớn người ta họ làm nhiều nhiều người DK rồi thì họ ít lắm, họ ít vào những cái kênh nhỏ này lắm. Mình thăm bạn nhé, khi nào rảnh vào thăm nhà mình. Vâng, hay Chi Nai đã vâng rất cảm ơn. Không, Chi Nai thì mình đã thăm rồi, Chi Nai thì mình đã thăm rồi, chứ mà ấy là Chi Nai nói ai thì mình cũng chưa hiểu ra. Cho Chi Nai thì mình đã đến bữa hôm kia rồi đó. Đó nhé, khi nào đến vào thăm nhà mình nhé Nheo Nheo, à là ý nói Nheo Nheo. Vâng, Công Thiên chào Chi Nai. À, Công Chi Nai mình cũng mới quen Công Thiên đó, mà Công Thiên cũng ở Đắk Lắk á, mình mới quen bữa mùng 2 thôi. Mùng 2 mình đi quay bữa mùng 1 á. Mùng 1 mình đi quay ở tại ngã 6 Buôn Ma Thuột, mình mới gặp Công Thiên. Công Thiên cũng xuyên làm lắm. Ngày nào Công Thiên cũng đăng hết đó. Cũng mới làm kênh nhưng mà rất xuyên để đến thăm các bạn. Thì các Chi Nai cũng rảnh ghé vào thăm Công Thiên để mà chúng ta cùng rút ngắn lại cái km mà chúng ta cũng còn dài, cũng còn cái quãng đường đó cũng còn dài, thì chúng ta đến thăm nhau để rút lại cái quãng đường km đó còn lại.
Vâng, chị Nai thì đã đến nhà mình 2 lần rồi đó. Mình về Tết cũng nhờ, cũng vì cái đường lai mà chúng ta biết nhau, biết nhau, quen nhau thì thôi chúng ta cũng đến thăm hỏi nhau các bạn, đến thăm hỏi nhau có cũng là cái tình thương mến thương. Nếu mà mình đi vào kênh thì cũng được, nhưng mà mình đã sẵn đây mình gặp thì nó cũng có cái sự thân thiết hơn. Thân thiết hơn là sao? Tại vì mình cũng như nhiều nhiều thì cũng đã vào đường lai của mình mấy lần rồi, với chi nay cũng vào mấy lần rồi, công thiên thì mới đây, nhưng mà mình đã quen cho công thiên ở ngày ngã sáu này, và mình cũng đến nhà công thiên thăm mấy lần, và công thiên cũng đã đến nhà mình thăm. Thì tất cả chúng ta cũng là tình thương mến thương hết, thì thôi chúng ta cố gắng đến thăm nhau, mà người nào thăm trước thì cũng nên để thời gian cũng hơi lâu lâu, 2 tiếng 2 ngày gì đó là chúng ta thăm nhau để cho nó an toàn. Vâng, công thiên đã gửi lời thăm chi nay. Chi nay có nói là mình thăm bạn nhé, khi nào rảnh vào thăm mình nhé. Nhiều nhiều là chi nay đã đến thăm nhiều nhiều rồi, thì khoảng cũng lâu lâu một chút, có 2 ngày gì đó là đến thăm nhau để chúng ta quen biết với nhau. Vâng, chi nay nói một câu nó đỡ hơn mình không có ai. Không, nói thật tình là mình chưa biết chi nay đã vào đường lai. Thì thôi để đó, thì chúng ta cũng là cái kênh nhỏ hết, thì để chúng ta cũng hỗ trợ nhau. Chi nay có tính chừng nào vào đường lai không chi nay? Ngày mai chi nay có lên không? Công thiên chào chi nay, cảm ơn chi nay mình ghế bạn. Cảm ơn chị Nai, mình ghé một bạn sau nhá, mình ghé một bạn sau nha. Vâng, nhiều nhiều đã đến thăm chị Nai, và chị Nai cũng chừng nào rảnh thì đến thăm lại nhiều nhiều. Chị Nai có tính mai có tính chừng nào lên đường lai ông, để mình cũng vào mình cũng 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 thăm chút, mà cũng hô hào một chút. Bây giờ cái kênh mình nó nhỏ, thành ra là mình cũng đến, mình cũng cào viết nhiều nhiều vô, bình luận nhiều nhiều vô một tí, là mình cảm thấy cái đường nó nóng các bạn. Thứ nhất cái đường nóng quan trọng cái người bạn đó, cái người bạn mà ấy là đến cái đường lai là cho nó nóng 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 một chút, với là họ thấy nó cũng có vẻ là chạy chữ rồi đó. Ta chạy chữ rồi đó, là cũng có người khác họ vô, họ cũng ghé vô, họ cũng muốn ở một chút, muốn thăm một chút, nhưng mà thấy nó lạnh lẽo qua đi thì có lắm lúc họ vào rồi họ cũng ra các bạn. Họ vào họ chưa bình luận, họ thấy đường lai thấy có vẻ tẻ nhạt quá đi, nguội lạnh quá đi là họ cũng ra. Thành ra mình cái tâm lý mà mình chẳng hạn mình đến nhà ai mà 2 lần rồi thấy ít quá là mình ở lại liền, mà mình bình luận cũng nhiều, mình viết lời bình cũng nhiều, để làm gì? Để cho nó cái đường lai nó nóng nóng chút, là họ thấy nó chữ đồ nó cũng có chạy á. Chứ như mình thấy có nhiều cái kênh lớn cái chữ coi như không đọc được nữa các bạn. Bữa mình nói mình có vô xem cái đường lai y tiếp, mà không phải là xem trực tiếp mà xem lại á. Bữa mình có xuống nhà y tiếp, mình thăm nhà mình có làm 2 video, mình vô đường lai là coi như y tiếp ngồi hát không chứ không đọc được nữa, tại nó chạy nhanh quá mà làm sao mà nói là đọc tên được đó. Những cái đường lai như vậy thì coi như là có nhiều người họ vô để mà họ muốn làm quen, nhưng mình cái kênh mình nó ít quá đi, thành ra họ cũng ít muốn làm quen, mà cũng có ai để mà giao lưu hết đó, nó khổ như vậy đó. Thành ra là chi nay mà bữa nào mà có lên danh sách, có lên giờ để mà phát thì mình sẽ ghi lại miếng giấy rồi mình vô mình cũng hỗ trợ, để chúng ta cùng níu kéo nhau, cùng dìu nhau đi. Chứ còn thực tế như cái kênh mình mà những cái kênh lớn là họ ít vô lắm chi này rồi. Vâng, mình nói là thật tình là cũng ít. Với bữa mình cũng phát được nhiều là 15 người.
mà sao không biết nó mất mất hết hết cái chìa khóa các bạn, mất mất hết cái cà lơ đi. Sau này là thấy không, họ chưa chắc có lẽ bị sao đó hay là họ cũng ít vào nữa các bạn. Thật tình họ vào họ cắp cái cà lê để làm gì? Thứ nhất là người thân, thứ hai nữa là cũng đã vào đường lai rồi. Mà thường thường vào một hai lần gì đó họ cắp, cắp xong là vào là họ biết là cái người này là người đã có trong đường lai. Vâng, thì chi nay có nói là cũng buồn là đến lúc ngồi lai thì cũng có người vào đó. Thì khi nào mà chi nay phát là muốn muốn like là chị này thông báo lên, chụp một cái hình rồi vô ở dưới chỗ cái thể phát trực tiếp á, nó có cái chỗ để mà đăng 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 trước á, đăng trước một ngày cũng được hay đăng trước 10 phút cũng được. Có 10 phút nữa mình phát thì mình đăng lên cũng được. Hôm bữa mình viết 18 giờ mà mình viết 28 giờ. Sau nó ra cái quảng cáo ra cái mình thấy mà nó ủa chứ ai nói đây này, nói cho làm gì có 28 giờ mà đừng 28 giờ, mình thấy cái mình buồn cười các bạn. Một ngày cái 24 tiếng mà mình đang 28 giờ 30 mình phát, dồn lại là 18 giờ là 6 giờ mình phát, mà mình không biết mình đang 28 giờ 30 thì đó. Nó cũng có cái nhiều cái, nhưng mà mình đăng thì đăng vậy, nhưng mà thực tế ra thì phải có quen là họ mới để ý, chứ còn không họ kênh mình nhớ quá họ ít để ý các bạn. Vâng, ít để ý. Nhưng mà nhiều nhiều nói vậy thì chừng nào cái chỗ công cái chỗ danh sách phát đó là nhiều nhiều hẹn giờ thôi. Còn không là nhiều nhiều muốn phát cái giờ nào đó thì cho bây giờ lên danh sách đi, rồi mình hẹn giờ rồi chúng ta cũng cùng đến thăm nhau. Cảm ơn chị này, mình ghé bạn nhà bạn sâu nha. Vâng. Chị này còn bao nhiêu km nữa chị này ơi? Cái thực tình cho cái lắm lúc cũng quên các bạn, cái lắm lúc mà bạn nói rồi nhưng mà mình rồi sau mình cũng quên. Sơn còn đó không Sơn? Sơn ơi, nhiều nhiều chào Võ Anh Thư, chào các bạn đến với cuộc trò chuyện trực tiếp. Hãy nhớ bảo vệ quyền được tư của mình và tuân thủ nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi nhé. Sơn kênh du lịch. Vâng, Công Thiên chào Chi Nai, nhiều nhiều cảm ơn Chi Nai, mình hẹn bạn sau nhé. Kênh du lịch hay, ok. Em làm bánh bánh cam xong chưa Sơn? Cho miếng đi. Nhiều em còn bao nhiêu km nữa nhiều ơi? Còn bao nhiêu km nữa là đến đích? Chắc là bạn cũng ghé qua nhà ai rồi. Thiên Công Thiên mai tính đi quay ở đâu Công Thiên? Cháu tính mai quay ở đâu, chú cháu mình kết hợp điện tí đi. Nhiều nhiều cảm ơn chi nay, mình hẹn một bạn sau nhé. Xem kênh du lịch. Ok, coi các thông cảm trong buổi, các bạn thông cảm trong buổi live gì đây nè. Sơn biết mình chưa hiểu, nhưng mà mình hỏi Sơn có bánh chưa, cho mình cái đi. Chính sao chưa bay mùi thơm vậy Sơn? Bay mùi thơm dầu nó mới có bánh chiên nhé, chưa nghe mùi thơm gì hết á. Sơn ơi, sao không bay mùi bánh chiên lại? Các bạn thông cảm trong buổi live, Công Nhiên tìm không ra. Công Nhiên tìm Công Thiên, Công Thiên. Công Thiên nhưng không phải Công Nhiên. Thôi kênh du lịch ơi.
Công Thiên Bờ Mờ Tờ Buôn Ma Thuột á, Công Thiên Buôn Ma Thuột chứ không phải là Công Nhiên đâu em. Công Thiên Buôn Ma Thuột. Công Thiên là thiên, không có có chữ 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 rơ, không có chữ g. Buôn Ma Thuột là viết tắt. Em biết lộn, Công Nhiên rồi thành nó nóng ra đó. Chữ thiên là chữ tờ chứ không phải là chữ nờ. Ra chưa Sương ơi? Em tìm Công Thiên chứ không phải Công Nhiên. Em viết chữ 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 T lại đi. Vâng, Công Nhiên tìm không ra. À, ra rồi, đúng rồi. Đó, thông cảm trong buổi live. Thiên đổi cái mũ đó. Đúng rồi, ra rồi thăm hỏi thì Sơn có du lịch đây là ở dưới Nha Trang á Công Thiên ơi, ở dưới Khánh Hòa đó. Sơn có du lịch cũng làm hai kênh, cũng đang quảng cáo rồi, cũng hình như đang gửi mã pin á, cái kênh một là đang gửi mã pin đó, mà cũng chưa 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 có kết quả. Vâng, Sơn du lịch 643 người. Vâng, Sơn có du lịch nói là kênh của Công Thiên là được 643 DK rồi. Đúng rồi, là Sơn có du lịch mới mới vào của Sơn, mới vào Công Thiên. Vâng, Sơn ơi, bây giờ này theo em thì còn 5 người, bây giờ theo em thì mình cũng còn tiếp tục hay là sao Sơn ơi? Em cho một ý kiến đi. Mình cứ ngồi thêm một chút nữa hay là sao? Em cho anh cái lời bình đi Sơn ơi. Mình Thiên ơi, giờ chú nên ngồi hay là nên xuống Thiên ơi? Sơn Ngân Du Lịch thông cảm. Sơn Ngân Du Lịch 2 kênh. Vâng, Sơn Ngân Du Lịch 2 643 DK rồi. Của Thiên là 643 rồi. Mấy gì mấy tiếng là sao? Mấy tiếng? Được 2 tiếng rồi Sơn ơi. Tại vì Sơn nó có hai mấy nha Công Thiên, không phải là mới vô mà sao bình 643, nhưng mà có hai mấy, một mấy bình một mấy, chắc cái mấy kia đang đang xem đó. Cho Sơn xem cũng rất uy tín lắm, đến rất uy tín cho không có ấy đâu, nhưng mà chắc mới vào đó thì coi như Sơn lấy mấy kia Sơn bình luận rồi một cái mấy mà Sơn để xem kênh của Thiên đó. Sao Sơn nói lại đi Sơn. Được 2 tiếng rồi, ngồi một tiếng. Được 2 tiếng rồi, ngồi một tiếng nữa hả? Thêm một tiếng hay là ngồi một tiếng? Anh ngồi thêm 2-3 tiếng gì nữa cũng được. Nhưng mà ý là anh muốn hỏi ý kiến của em hay là Thiên thì Thiên chưa phát trực tiếp rồi. Thiên cũng có nói thôi đó, bữa nào chú ra cái chỗ nào đó rồi mình cũng có thể dìu dắt, mình cũng biết đi trước, mình cũng biết cái chú thì chú sẽ chỉ cho Thiên. Chứ mình nghe nói là có người nói là chưa đủ đề ca, chưa đủ sub là có đề ca, ngồi một tiếng, ngồi một nửa, ngồi một tiếng, ngồi một nửa nữa là sao em nói, là ý là ngồi thêm một nửa tiếng nữa phải không? Này, bữa nào chú cháu mình ra quán cà phê nào đó
là chú sẽ hướng dẫn cái công chiếu này, là nếu mà đủ shop là bên nhà mạng cho mình một cái điểm mình công chiếu, cho còn nếu mà mình chưa đủ là mình phải đi một cái đường khác, chứ còn nhà mạng chưa đủ 1.000 shop là chưa, họ chưa cho phát được. Nhưng mà có mình vô trong trong Google Chrome á, là mình phát được. Nhưng mà có người hỏi là vẫn có lên lên giờ đường hoàng, chứ không phải là không có lên giờ, mà phát vẫn có giờ đó, là chưa có đủ shop là vẫn có giờ. À, chú nói với công ty em biết để bữa nào có gì đó thì chú cháu mình gần gần đây, bữa nào rảnh rảnh gần gần đó là mình vô cái quán cà phê nào đó mình làm một hai lần cho công ty em biết, cho cháu biết, rồi về nhà cháu tự phát, để mình cũng gọi là thứ nhất là giao lưu, ngồi một một nửa công thiên nói sợ công thiên nói sợ hả? À, thì đó, ngồi một cái gì nó cũng quen hết. Lúc đầu thì mình phát mình cũng hơi ngại, chứ mà mình làm một hai lần nó cũng quen thôi. Mà trong cái lúc ngại đó là phải có, chẳng hạn như có ai ngồi bên đó thì đến lúc gì đó thì người ta họ nói thêm vô. Ví dụ như mình lúc đầu mình cũng một mình lạc lõng này nọ thì có thêm một người nữa, thì bữa nào đó chú sẽ ủng hộ công thiên, nếu mà công thiên muốn phát thì chú sẽ ngồi với công thiên, rồi có gì đó là chú hỗ trợ cho một hai lần, như vậy là nó cũng quen, anh em quen bạn bè thôi, quen cái cách để mình phát thôi, chứ cũng không có gì đâu. Tại vì ai làm rồi nó cũng công thiên nói sợ, công thiên mình DK Sơn Kênh Du Lịch 2, công thiên vâng. À, Sơn Kênh Du Lịch 2 đã qua thăm qua nhà thăm công thiên rồi. Nhà công thiên được không công thiên? Nếu cần là tối mai cũng được. Mà nếu mối tính chú là con ấy nói là muốn làm liền hay là cái gì, mai chú cháu mình coi chỗ quán cà phê nào đó chú hỗ trợ. Bữa chú ra ngoài biệt điện á, chứ mà trước Tết rồi mà biệt điện mà à, vâng rất hân hạnh chào Minh Nhật Channel đã vào đường live của Thanh Long. Năm mới cũng chúc anh chú Minh Nhật được may mắn hạnh phúc và mau đến cái ngưỡng cửa YouTube mà đã cho chúng ta một cái sân chơi. Vâng, rất cảm ơn Minh Nhật Channel. Minh Nhật đã mới vào thì cũng cũng có công thiên cũng mới vào đó anh chú Minh Nhật ơi. Nhiều công thiên với Chi Nai là ở bên bên nước ngoài đó. Chi Nai là làm nail đó các bạn. Vâng, chính xác, Chi Nai là làm nail. Không biết Chi Nai còn ra nữa, bữa nào mình qua bên đó mình làm một cái tút lại cái bàn tay mình thứ nó có ăn Tết rồi, thứ nó có ngon các bạn. Thế nó có kế hơn không? Ăn Tết thì ăn Tết rồi, nhưng mà ý mình tút lại thôi. Vâng, chào chú Minh Nhật trên đồ, chào chú. Vâng, chào Thiên. Có Zalo. Công Thiên có Zalo. Ý là Sơn Kênh Du Lịch muốn muốn hỏi muốn kết bạn Zalo với Thiên, Công Thiên. Vâng, Sơn Du Lịch ơi, Công Thiên cũng ở gần nhà chú á. À, chú bữa đi quay, anh hôm bữa đi quay rồi cũng quen Công Thiên đó. Công Thiên có Zalo không? Mình chào Công Thiên, chào Minh Nhật Channel. Công Thiên đây cũng vô đường like của chú lâu là nhiều lắm rồi Công Thiên ơi. Minh Nhật Channel đây là cũng rất rất trong tình thương mến thương, đúng là rất tình thương mến thương. Không biết thì thôi, cho biết thì vô hỗ trợ hết mình. Thì Công Thiên báo cáo với Minh Nhật trên đầu là Công Thiên cũng ở Buôn Ma Thuột. Cũng mới mình cũng mới Thanh Long Vlog cũng mới gặp Công Thiên đây, nhưng mà cũng rất có tình thương mến thương. Vâng, chào Công Thiên ở Buôn Ma Thuột. Chú cháu cũng ra đường đi tìm người clip lên gặp nhau, rồi bắt đầu mới quen nhau, rồi cũng thân tình. Công Thiên cũng được 600 mấy thôi. 600 mấy DK thôi, nhưng mà rất tích cực,
làm tích cực, ngày nào cũng cũng ra hết á. Công Thiên quay cần chống rung, đúng rồi, Công Thiên có quay cần chống rung với có lại có lay cam nữa đó. Công Thiên sắm cũng đầy đủ á, Sơn gần như luật rồi, sắm cái micro 4 triệu mấy á, cái micro nói bluetooth cũng 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 sắm cũng đầy đủ rồi chứ không phải đâu. Bữa anh đến mấy thời gian đi 5-7 km, anh nói 5-7 mét, anh nói là gọi vô tư, không có tiếng ồn tiếng gì hết, tiếng nhiễu gì hết đó, xài bằng bluetooth á. Thành Sơn cô du lịch cái mới vô kênh của Công Thiên, thành đã biết là có quay cần chống rung, màn hình không lắc, đúng rồi, có cần chống chống rung mà Sơn du lịch ơi. Có quay cần chống rung với cũng có lay cam nữa, có mấy cái video có lay cam á. Minh Nhật đã vào chào Công Thiên Buôn Ma Thuột. Vâng, Công Thiên cũng thăm hỏi đi cháu ơi. Nếu mà mai mốt về Công Thiên nếu muốn có phát thì chú cháu mình hẹn chỗ nào đó, mình làm khoảng 1 tiếng 2 tiếng trước đi đã, rồi bắt đầu dần dần làm 2-3 lần nó quen. Con Sơn biết chừng nào mua nói. Chào Sơn kênh du lịch. Vâng, Minh Nhật Channel đã gửi lời chào Sơn kênh du lịch. Sơn nói là không biết chừng nào mua nổi, nhưng mà thôi cái đó đông cũng dễ, mà năm này mình mua không được thì qua lúc sang năm mình BKT rồi mình mua Sơn ơi. Sơn là Sơn thiệt tình lắm, có sao nói vậy thôi. Nói thật tình là Sơn bây giờ đang quay cái cần bình thường á, nhưng mà Sơn cũng ao ước là mua một cái gimbal nhưng mà chưa mua được, cái thật tình là cũng chưa mua được, thành là cũng quay thường thường thôi. Anh cũng tiền thì cũng có, nhưng mà cho con ăn học nhiều quá đi, bây giờ cứ hy sinh cho con chứ cũng chưa mua được cái gimbal, thành ra là anh quay cũng còn hơi rung rung một chút, nhưng mà cái ao ước là muốn kiếm một cái gimbal đó nhưng mà chưa kiếm được. Thì thôi, để không 50 năm nữa con nó học nó thành tài rồi, nó sắm cho đầy đủ luôn hết Sơn ơi. Nha Sơn. Sắm từ từ bạn, vâng, Công Thiên sắm từ từ bạn. Vâng, cho Minh Nhật Channel một cái thêm người, thêm Minh Nhật Channel hiện là mình sẽ đang cấp cho Minh Nhật Channel một cái cà lơ đó Minh Nhật ơi. Tại vì em bữa trước mình cấp nhưng mà sao nó móc móc, thành ra mình bây giờ chưa biết đường, chứ không phải nói là sao mình không cấp nhưng mà mình chưa biết đường. Hình như mình cấp thứ em biết là Minh Nhật có chưa không biết. Sơn bây giờ có muốn gimbal liền không Sơn ơi? Sơn có mấy đứa con học đại học lần, thành ra là anh lo bù đầu để cho mấy con, thành ra cũng chưa sắm được cái mới sắm được cái điện thoại rồi đi quay, nhưng mà cũng đã có quảng cáo rồi đó Công Thiên ơi. Sơn làm cũng có quảng cáo rồi đó, chứ mà chưa quay tê ngàn chơi vậy à, nhưng mà có quảng cáo rồi cũng hay. Bây giờ anh mở thêm một kênh nữa, cũng có nhiều người vô DK, mới mở đâu có tuần này chứ mà cũng nghe nói được 200 mấy người DK rồi, là cũng giỏi đó, quá giỏi luôn đó. Nó vô cho bữa mình có cái anh kia Đức Quỳ 6.000 giờ rồi mà mới có chưa tới 700 DK. Anh nói là giờ anh dư rồi, nhưng mà DK là chưa đủ. Anh mỗi lần anh vô anh DK là 10 người là được 2 người thôi. Được 2 người là anh lấy được 2 người DK, còn 8 người kia là không được. Thì không DK được. Nhưng mà thực tình là phải đi rồi mới biết. Mới đi rồi biết ai là người mình DK mà ai là người mình không biết DK, chứ không phải là ai mình cũng DK hết thì cũng khó lắm, khó mà để mà lấy kết quả lắm. Phải trải qua một cái chặng đường mà gần 1.000 sức và chừng đó mình mới rành được. Thật tình là nó cũng là cái bài học của các bạn, cái gì cũng phải học á. Nhưng nếu mà không học thì không có làm thì không biết đâu. Nó học nó chỉ cũng rất rất nhiều, cũng nhờ
những cái trang YouTube cũng nhờ các bạn đi làm trước rồi này nọ, rồi bắt đầu cũng hướng dẫn, cũng chỉ sơ này thôi. Chứ cái người mà mới ra làm đầu tiên á, là tìm 1.000 đề ca rất khó. Vâng, 1.000 đề ca rất khó. Nhưng mà cái người đã làm được một kênh rồi thì cái kênh thứ hai làm đề ca nó cũng dễ. Có đề ca nó cũng dễ, biết cái cách rồi. Vâng, thưa các bạn là biết cái cách để mà đi, biết gọi là cũng biết cái đường đi nét bước rồi thì nó cũng dễ. Chứ còn lần đầu tiên mà bước chân ra mà nói là tìm 1.000 đề ca là cháy máu mắt các bạn. Thật là cháy máu mắt. Hồi sáng nó lên thì mình cũng coi từng người luôn đó. 660 cái là ngày mai còn có 660, ngày mai còn có 657. Mình thấy lên 661 rồi, cái coi như nó xuống 608, nó xuống lên xuống lên xuống liên tục. Mà đến lúc mà coi như nó bị quét á các bạn, đến lúc mà 500 thì nó quét á, thì không nói gì, lúc 800 quét cũng quét liên tục. Nhưng mà đến lúc gần 1.000 rồi nó quét kỹ lắm, quét kỹ lại là chừng đó là bắt đầu xuống mới nhiều. Vâng, chừng đó xuống mới nhiều. Chứ bây giờ nó có quét vậy nhưng mà không phải lên là 6, như Công Thiên nó là 640 mấy đó là chắc đâu. Chừng ở lúc mà gần tới 1.000 rồi là quét lại nữa. Vâng, quét lại rất kỹ nữa, chứ không phải như vậy là đã chắc như vậy đâu. Chỉ có giống như quét cái lần 1, lần 2 thôi. Cái lần cuối cùng mà giống như cái lần tổng kết rồi để quét lại mà cấp chuối á, chừng đó họ quét rất kỹ. Mình ấy lúc mà cấp chuối mình quét coi như là gần 100 súp luôn các bạn. Gần 100 súp luôn chứ không phải ít à. Mà cái thời đó là mình không biết viết bình luận các bạn. Cái bình luận cho nó không ảnh hưởng lắm. Dứt khoát là không có để ký hiệu gì hết. Không có để sắp xếp gì hết, cho sắp xếp thì bảo đảm giữ lại liền và không bao giờ là cái sắp đó được nhận một đề ca. Không có một cái ký hiệu gì đó, các bạn để ký hiệu là các bạn sai lầm. Thành ra là không phải nếu mình đến nhà bạn rồi mà bạn đến nhà mình cũng không được. Mình cứ bình luận thật tình, ví dụ như cái video đó là nó có 10 phút. Thì cái phút thứ 8 đó là nó có cái gì? Mình bình luận ngay chỗ phút thứ 8 đó là bảo đảm là được ok được một sắp. Chứ mà giờ bạn bình luận chung, bạn xem hết đi nữa, nhưng mà bạn nói là câu cá quá vui, chúc bạn thành công là không bao giờ được. Chứ mà đến phút thứ 9 là mình rất thích con cá thứ 9 thì bảo đảm với bạn là một cái sắp đó rất thành công. Mình thích nhất con cá thứ 9 là con cá kết thúc đó, là bảo đảm là biết là con cá thứ 9. Bữa mình làm thi giọng hát hay Đắk Lắk á, anh bình luận là cháu thích có 9 bài thôi, 9 người thi thôi, mà anh nói là anh thích nhất bài hát thứ 8. Đó là anh biết là mình biết là anh xem tới phút thứ mấy rồi. Chừng đó cái sub đó nó mơ cái người đó họ xem là biết xem tới phút thứ mấy. Nhưng mà bạn vô bà nói là bữa gà ngon quá, nói là nấu cháo gà, nói bữa cháo gà quá ngon, thì cái đó bảo đảm với các bạn là coi lại, xem lại cho không. Chưa chắc gì là họ đã đến thiệt với mình. Nhưng mà cái người đến thiệt á, quan trọng mà tôi thưa thiệt với các bạn á, đến lúc mình mới làm lần đầu tiên mình không biết bình luận. Mà từ cái chỗ không biết bình luận là coi như họ cũng không thiệt nữa. Bình luận cái kiểu này làm sao biết đường xuất, nhưng mình bình luận rõ ràng là mình chẳng hạn đi 100 km, bạn nói là 100 km, mình nói là mình thích nhất. Và cái té thường thường là cái đúc kết là họ làm một cái gì để mình nói phút đi câu cá và cái kết, là cái kết nó là cái kết gì, là cái kết nó là được con cá lớn quá hay là không có gì hết, thành ra nó mới cái chỗ đó. Chứ hôm bữa mình coi có một cái kia mà mình nhớ đời luôn các bạn, là 8 người bình luận cái một cái thiệp đám cưới. Một cái thiệp đám cưới mà quá dày luôn. Đến lúc quá dày luôn là họ bình luận là trong này 500, có người nói 1 triệu, có người nói là 300, trong gia đình là ngồi cá với nhau.
là trong gia đình đó là thấy dày quá mà thấy nhiều quá là nó dày cái tờ này ra, nó dày nó giống như nó no. Bắt đầu ở nhà cá là 500, 300, 700, đến lúc mở ra cái tờ giấy hôm nay các bạn. Sau này mình đem mình kéo cái bình luận mình xuống mình coi là 8 người bình luận sai hết. Và chỉ có một mình bình luận đúng thôi là ở trong cái tờ giấy. Các bạn chết chưa? Thành ra là cái quan trọng cái lời bệnh. Đó, nói với các bạn mới làm đó là quan trọng cái lời bệnh. Mà cái lời bệnh mình không trúng là họ không có coi thiệt đâu. Mình phải coi tới phút thứ chẳng hạn là 10 phút mình nói tới phút thứ 8 đó có cái gì liên quan cái gì đó là bảo đảm cái sắp đó là được ok. Đó, thành nó nguy hiểm cái chỗ đó lắm, nhưng mình không biết làm mà mình mới làm mình đã không biết bình luận rồi. Mà mình bình luận sai một cái nữa là cái người mà họ xem cái bình luận đó không bao giờ họ đến nhà mình hết. Có lắm lúc họ biết là mình coi hết nhưng mà mình không biết bình luận là mình cũng chết cái sắp đó. Và thưa các bạn, mình chết cái sắp đó. Mình biết là mình thiệt nhưng mà mình nói không thiệt là họ cũng đó. Quan trọng cái lời bệnh của mình đó. Tại là mình thưa với các bạn là đến một người mà làm được một ngàn sắp rồi là cái câu bệnh là 100%. Ví dụ như thả tim, cái bình đó là có cái lời bình nào mình thả tim và có lời bình nào mình không thả tim. Chứ không phải cái nào mình không thả, cũng thả tim hết rồi cái kênh mình đã cũng mới chào Sơn kênh du lịch, công thiên, sám từ từ bạn, vâng, nheo nheo và ba gạch, vâng. Thì đó, mình cái kinh nghiệm đó là nó quan trọng công thiên ơi. Như ông Đức Quỳ đó, ông nói rất tội, ông mới bình luận chú ngày hôm qua. Ông nói là ông 6.000 giờ rồi mà có 600 mấy, gần 700 sốc thôi. Ông nói đi trá người ta 10 người, đi đến nhà người ta 10 người mà giận chưa chắc thì được hai. Thì đó cũng là một cái bài học. Nhưng mà những người mà họ làm được một kênh rồi là bảo đảm họ đi 10 người là được 8 người. Họ coi cái câu bình luận đó là họ biết là họ coi tới đâu và nó thiệt hay không là họ nhìn cái câu bình luận họ biết liền. Đó thì tôi mình thưa các bạn là đó là cái kinh nghiệm mình cũng đã từ trải qua. Như công thiên đây cũng mới đi thì quan trọng cái câu, cái bình luận là quan trọng nhất. Mình coi cái bình luận họ biết, mình biết là họ xem tới phút nào. Cái xúc đầu mình đừng có bình luận, như bữa chú bình luận cháu á, bò, mấy con bò đẹp quá, là cháu về nhà bà nội á, là mấy con bò đẹp quá, có con chó nó xua, cháu ra cũng chọc con chó mà chú đó là, chú không nói là hồi đó mới có phút thứ 7, thứ 8 gì đó. Chú qua con bò là hình như đã qua tới phút thứ 10. Đó, đi qua trong kia để chú trí cho công thiên để mà tìm cái cười DK. Dẫn cái thằng đó vô trong đó là nhỏ đó, là leo lên cây. Tìm cái chỗ nào đó để mà mình bình luận là biết cái người đó xem tới phút nào. Là mình đến là ok liền. Cho nên là vô nói là hay quá chú ơi, chúc chú thành công, là coi đi ra là cái đó là number 10. Vâng, number 10. Không có gì trong đó hết. Thành ra cái lời bình nhà mạng họ rất để ý. Rất để ý cái lời bình mà cái clip của mình là đề xuất cao hay thấp cũng nhờ cái lời bình nữa. Mình nói gì trong đó nữa chứ không phải nói vô thứ 10 người là DK hồi xưa chú cũng vậy. Thấy họ DK mừng lắm. Quá mừng luôn, nó thực tình ai cũng đến hết. Ai mình cũng đến hết. Cái lúc đầu mình mới làm là mừng lắm. Nhưng mà sau này là mình bắt đầu mình phát triển dần là nghe một người một chút là rồi, đúng rồi, hồi đó mình gọi như là cũng quá khờ. Thực thưa với các bạn là quá khờ. Mình không thấy họ đến họ đề ca cho mình là mình trả rồi chứ mình không nói gì hết. Nhưng mà rất quan trọng coi cái bệnh của họ, coi thế này. Đó, mình xin thưa các bạn là mình đã trải qua rồi thì mình chỉ biết. Mà những người mà họ được một kênh rồi các bạn,
được làm được một kênh thành công rồi, họ họ đề ca là 10 người là được 9 người. Còn những người mà mới bắt đầu ra là 10 người là được có 2 người rồi. Vâng, 10 người được có 2 người hay 3 người rồi. Không biết, mình không biết là ai coi tới đâu. Đó, cái đó nó thưa thật của mình với các bạn là mình tại vì ở đây là có công thiên mới. Với Minh Nhật Channel đó là không biết bao nhiêu rồi, giờ mình cũng chưa biết cái đề ca bao nhiêu. Chứ còn nhiều nhiều thì chắc cũng rành rồi, rành cái chuyện đó rồi. Chứ còn mình nói Đức Quỳ nói rất tội, tôi đi là 10 người chế muốn bắt mà có được đó. Chưa chắc thì được 2 người anh. Giờ thì được 6.000 giờ rồi nhưng mà cái người đề ca không có. Có mới tìm cái người đề ca chế muốn bắt luôn. Mình cái thời đó cũng vậy. Đến lúc 910 mấy rồi bắt đầu như là gắn chạy mà chạy rồi đã xuống, chạy rồi đã xuống. Đến lúc coi như là 909 rồi cái lên rồi bắt đầu tuột xuống. Trừ bên nhà mạng quét lại một cái coi như mất cả trăm sấp luôn. Đó thì từ đó là nó gian nan cái bước đầu lắm, thành ra mình phải gắn học, gắn có bạn có bè gắn học, chứ không phải nói là như công thiên nếu lúc nãy Sơn kênh du lịch có bình luận có vô xem nữa là 640 mấy đó, hình như mình nhớ không làm là 642 gì đó, nhưng mà chưa đâu công thiên ơi. Đến lúc mà coi như nhận chuối á, cái giờ mà 900 mấy đó, gần 1.000 đã giờ đã quét kỹ lại đó. Bây giờ cũng quét nhưng mà mới quét 50% thôi. Chừng đã quét 100% luôn là những cái nào mà hồi đó cũng giống như họ cho nó rẻ điếm một chút để cho mình ấy, nhưng mà chừng gần tới cấp chuối rồi là chừng đó họ quét một cách mà coi như là thật sự luôn. Bây giờ họ biết họ cũng còn nương tay một chút. Vâng, thưa các bạn, cũng nương tay một chút, chứ không phải là họ không biết, nhưng mà họ còn nương tay để cho mình ham. Nhưng mà chừng tới đó rồi là họ quét lại là kỹ lắm. Mà đó là cái cách làm thiệt của người ta, chứ không phải nếu mình trách gì nhà mạng. Nhà mạng họ tính công minh cho họ, không có tính mà nói là để cho ai hết, cho riêng một ai hay là người thiên vị một ai hết đó. Nhưng mà thực tế là cái cách họ là bây giờ họ cũng nương tay một chút. Mà các bạn coi trong cái bình luận đó, như hôm bữa mình cũng có nói nhiều bạn không có luôn, không có đến, mình đến người ta không đến luôn. Là tại sao? Tại vì nói chung mình không biết đường coi với cái câu bình luận người ta. Vâng, không biết đường coi với câu bình luận. Mình nói để cho ông Đức Quỳ, ông Phát, mình nói chuyện với ông tí cho thấy ông cũng tội. Ông coi mình thiệt lắm, ông đến ông coi thiệt lắm, nhưng mà thực tế là ông tìm cái số tiền cũng ra các bạn. Rồi thôi, trong còn có mấy phút nữa, 8 phút nữa thôi các bạn, vâng 7 phút nữa thôi thì mình cũng gắn xin 7 phút nữa thì để mình nói chuyện thêm một chút nữa. Đến đó là cái cách mà để mình đến tìm cái sách. Vâng, cách tìm cái sách, cô cái câu trả lời. Mình hồi xưa là thấy họ đến đề ca là mình mừng thôi, nhưng mà thực tế không phải vậy các bạn. Mình trong cái lời bình của người ta biết họ xem tới phút thứ mấy. Nói vậy là các bạn nghiên cứu lại vậy là đúng thôi. Là chắc chắn là 10 người là được chết. Chứ mà cứ vô thấy rồi anh nào vô cái hồi đó coi như đế chữ súp luôn, mình cũng đê ga luôn. Nhưng mà bây giờ đế biểu tượng súp đồ gì đó là bảo đảm với bạn là giữ lại hết. Bên nhà mạng giữ lại hết. Họ không cho luôn mà còn giữ lại cái bình luận đó luôn. Và cái điểm đó coi như cũng không được luôn. Vâng, nó khó như vậy đó bạn. Thành ra mình nói từ lúc gần được 1.000 điểm rồi, nó chứ tại sao mà quét dữ vậy. Nhưng mà thực tế là giờ này họ biết, nhưng mà họ quét ít thôi. Họ cũng còn nương tay để cho mình làm thôi. Chừng đó là cái tổng kết cuối cùng đó, chừng đó mới biết là coi như họ quét rất coi là không bỏ sót. Tôi không có làm thiệt mình, nhưng mà không bỏ sót luôn. Vâng, còn có 5 phút nữa các bạn, 5 phút nữa thì mình cộng thôi, nói là cũng Tết rồi các bạn, Tết năm qua rồi thì mình cũng mong cái con Covid này chúng ta cũng đồng lòng, đồng tay, đồng sức, đi đâu chúng ta cũng phải có khẩu trang và đi đến nơi ít người, chỗ đông người chúng ta né đi, và
những cái chỗ mà bún phở hay là cà phê cà pháo gì đó chúng ta cũng nên ít ít lại một chút, hay là chúng ta tự pha tự uống gì đó để cho chung tay phòng chống cái con Covid này cho nó hết, để làm gì để chúng ta có một cái năm mới đi đến nơi công sở để mà phát triển gia đình, phát triển kinh tế, phát triển cho đất nước. Chứ còn nếu mà chúng ta không đồng lòng đồng tình thì cái con Covid này nó cũng còn, thì chúng ta cũng khó để mà vực dậy kinh tế gia đình, vực dậy kinh tế xã hội. Thì cũng mình cũng còn một ít km nữa thì thôi, nếu mà các bạn có rảnh thì vào ủng hộ, mà chừng nào các bạn vác thì chúng mình cũng rảnh để mình vô hỗ trợ các bạn. Thì cũng cái năm mới thì thôi mình cũng xin chúc là thăm chúc xa gần bạn gần xa, tình yêu quý mến ấy gọi là giao lưu quý nhớ tình thân ái, lời chúc ân tình quý thiết tha. Vâng, xin thưa các bạn là Tân Sửu đến rồi, chúc cạn ly, có tình có nghĩa có cố tri, Tết đến Thanh Long xin cầu chúc, mong gì cuộc sống đẹp như ri. Vâng, hân hạnh xin thân chào các bạn, chúc các bạn một đêm ngủ an bình, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn. Các bạn còn ai, các bạn viết mấy câu mấy chữ gì đó thì để mình bye bye đi, mình quẹt quẹt gì đó cũng được, chấm chấm gì đó cũng được, để cho nó ra mấy chữ mình viết cuối cùng là còn những ai trong này. Vâng, nhiều nhiều nãy giờ xâm từ sinh từ bạn Công Thiên, sinh từ bạn, các bạn chấm chấm gì đi các bạn ơi, chấm chấm 1 2 2 2 phẩy phẩy gì đó cũng được. Vâng, các bạn nào chấm chấm một chút không? Đúng 6 giờ là đúng 3 tiếng là mình xin xuống, tại vì 5 giờ 2 giờ 58. Vâng, chào chú, chúc cả nhà ngủ ngon. Vâng, Công Thiên, mai mốt gì chú cháu mình gặp nhau, nếu mà cháu có khác thì chú cháu mình chú sẽ đến hỗ trợ cháu nha Công Thiên. Vâng, rất hân hạnh, rất cảm ơn cháu, chúc cháu ngủ ngon nha.